Phó Chủ tịch Hội Đồng Tiểu học Sở Dục Đào tạo Quốc gia và tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Kha, khoa Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Thứ tư là sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hoa, khoa Sư phạm Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Bộ Giáo dục và Chỉ huy phát biểu. Thứ năm là sĩ Nguyễn Thị Bách, phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ sáu cô Trần Ngọc Lan, giáo viên âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Hồ Chí Minh. Thứ bảy cô đã lên tôi mời lên đường một xe. Và thứ chín là thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình, phó trưởng phòng quản lý khoa học công nghệ sở khoa học công nghệ môi trường như thư ký. Như vậy hôm nay là hội đồng chúng ta có mặt 8/9 để yêu cầu để thực hiện các cái thông tin liên quan đến đề tài, ngoài cái thông tin rất là nhiều của ban chuyên đề tài thì ở đây cũng có thêm mấy cái thông tin sau. Một là mấy ý kiến về địa phương nhận đọc bài giảng dạy trong các trường tiểu học giảng Hoàng Long thành thứ hai ý tưởng đưa nhà truyền thống và chương trình giáo dục tác giả Lê Hoàng Dũng đặt sang Long An thành phố Hồ Chí Minh năm 2001. Thứ ba đưa danh ca nhà truyền thống và chương trình giáo dục tiểu học đang được thực hiện ở đâu tác giả Lê Hoàng Dũng có thành phố Hồ Chí Minh năm 2002. Ngoài ra thì có cái hội thảo khoa học của viện nghiên cứu giáo dục vào tháng 6 năm 2003 trao đổi về chương trình sách giáo khoa nhạc trong nhà trường phổ thông. Đó là một số thông tin liên quan đến đề tài sau đây. Bây giờ chủ nhiệm đề tài giới thiệu đi rồi trình bày cái đề thi của mình. Kính thưa hội đồng khoa học xét duyệt đề tài của đề tài, cơ quan chủ trì, cơ quan quản lý đề tài cùng với đại diện, xuất phát từ tâm huyết và thực lực nghiên cứu khoa học đóng góp vào sự phát triển cho ngành giáo dục đại học, quý nhà giáo nhiều thế hệ chúng tôi nhiều lĩnh vực có liên quan cộng tác với nhau để cùng thực hiện đề tài hát hơn lớp 1, một phương tiện dạy học văn vần môn tiếng Việt lớp 1, chương trình tiểu học năm 2000. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi qua ý kiến đóng góp của cơ quan chủ trì tài để chúng tôi xin được cắt bỏ tiểu chương trình tiểu học năm 2000. Bởi vì cho đến ngày hôm nay thì chương trình tiểu học chỉ có một mà thôi, cho nên đề tài còn đề tài được có tên gọi là hát thơ lớp 1, một phương tiện dạy học văn vần môn tiếng Việt. Nhóm thực hiện đề tài có 6 thành viên và 3 vị cố vấn thường trực. Chủ nhiệm là tôi là Nguyễn Thu Thủy, chủ nhiệm đề tài và đồng chủ nhiệm là tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy. Trước hết tôi xin giới thiệu 3 vị cố vấn. Vị cố vấn thứ nhất là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, cố vấn sử nhạc dân tộc trong hát thơ và phương pháp luận nhạc. Giáo sư Trần Văn Khê hiện giờ đang ở Pháp và chúng tôi đã có email cho tháng 9 là về giáo sư Ngô Gia Kim, và xin giới thiệu tên là giáo sư. Vị cố vấn thứ ba là thầy Đỗ Tân Việt, thầy ở phân biệt là chủ nhiệm khoa âm nhạc mỹ thuật của trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cố vấn cho chúng tôi quá trình tổ chức thực hiện đề tài. Và bây giờ tôi xin nghỉ, chúng ta sẽ triển khai cái ý này. Và tôi xin giới thiệu tiếp các thành viên. Nhà giáo ưu tú
nhạc sĩ Phạm Thúy Thanh. Cô Phạm Thúy Thanh sẽ chỉ đạo về nghệ thuật và thử nghiệm bố trí và dựng nội dung hát thơ của đề tài. Xin giới thiệu thành viên tiếp tiếp là cô thạc sĩ Đinh Xuân Hảo. Cô Đinh Xuân Hảo là thạc sĩ ngữ văn, chủ nhiệm nội dung văn vần trong tiếng Việt lớp 1 và phụ trách một điểm nghiên cứu, đồng thời là thư ký đề tài cho thành viên tiếp tiếp. Xin giới thiệu tiếp cô Trương Hoài Phương. Cô Trương Hoài Phương là giảng viên môn sư pháp giảng dạy tiếng Việt trường cao đẳng sư phạm khoa đào tạo giáo viên tiểu học. Cô sẽ chủ nhiệm nội dung chuyên đề phương pháp dạy tiếng Việt có hát thơ, phụ trách một điểm nghiên cứu. Xin giới thiệu cô Hà Thị Minh Nguyệt là giáo viên tiểu học chuyên thơ và tâm lý đối tượng, phụ trách một điểm nghiên cứu. Và chúng tôi xin giới thiệu thầy Nguyễn Hồng Tuấn, thạc sĩ Nguyễn Hồng Tuấn là thạc sĩ, vừa là thạc sĩ ngôn ngữ Anh Nga và là cử nhân âm nhạc và đã có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước về quá trình nghiên cứu về âm nhạc, hệ biểu cảm của thơ và âm nhạc trong nghệ thuật hát thơ. Thơ lớp 1, một phương tiện dạy học văn vần trong môn tiếng Việt lớp 1 là trường cao đẳng sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và thầy Nguyễn Việt Bắc sẽ trực tiếp giám sát. Cơ quan có mặt chính là câu lạc bộ hát thơ và ca trù Đại học Hồ Chí Minh, câu lạc bộ tiếng hát quê hương, một số trường tiểu học trong thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các phòng giáo dục quận 1, quận 5, quận 10, quận Bình Chánh cùng công ty thiết bị trường học, cơ quan quản lý đề tài, Sở Công nghệ Môi trường. Và tiếp theo bài báo cáo, kính mời thầy tiến sĩ Nguyễn Đã trình bày tóm tắt về lý do chọn mục tiêu đề tài, tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài, lợi ích nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Thưa quý vị, trong hội đồng khoa học xét duyệt, thưa quý vị các bạn, vấn đề hát thơ thì chắc một số quý vị ở đây chúng tôi phải nói là sau 3 năm và thực ra là hơn 1 năm thực nghiệm nhiều nơi, trong đó có vào một số các trường như là trường Vũ Sĩ Liên cấp 2 hay là trường Trần Đức Trang cấp 2 vân vân một số, và có tập hợp một số các em lớp 1. Thì đến đâu thì chúng tôi cũng thấy được có một sự hoan nghênh. Thì giáo sư Hoàng Như Mai nói rằng là ý của tôi là phải là ít ra phải 5 năm. Nhưng mà giáo sư Hoàng Như Mai nói không thể là 5 năm mà phải sớm. Bởi vì cái ý mà đem hát thơ vào trường học đó là giáo sư Hoàng Như Mai nói là cực kỳ hay, phù hợp với trình độ. Thì đã thấy rằng rất nhiều chuyên gia nghiên cứu thì cái đa chi của nó. Thì thực ra là chúng tôi nghĩ rằng là nói chung nó là phải có một cái đề tài nghiên cứu. Mà cái đề tài nghiên cứu rất lý do thì chúng tôi đã trình bày trong cái đề cương chi tiết nó phải được cho các quý vị biết rồi. Chúng tôi nói ở đây thì số điểm phân tắc thôi, còn thì tất nhiên là nó cái đề cương mà hay là cái thiết bị đề cương đó, nó cũng có nhiều chỗ chưa ổn, nhưng mà dù sao thì các khoa ban đầu này nó là cái cơ sở để cho chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và nghiên cứu thì phải nói rằng là nó cơ sở tất cả những cái gì mà chúng tôi đã làm được và trong cái ý tưởng học là thế thì đó là cái mấy lời mà nói đầu. Và tôi nghĩ là ngày hôm nay đó với quý vị hội đồng có mặt ngày hôm nay đó sẽ góp ý với chúng tôi để làm sao một cái
cái đề cương nghiên cứu này có hoàn chỉnh. Và dĩ nhiên là cái đề cương ngay cả cái sự đóng góp của cái vị giám sư đó thì chúng tôi cũng phải tiếp tục triển khai, mà nó phải hết sức là mất công thì mới phải đạt hiệu quả. Thì cái lý do để lại là trong cái điều khoản thứ nhất là cái do cái yêu cầu mà cấp cách đổi mới thì không có vấn đề, nhất là cái môn tiếng Việt hiện nay. Thứ hai là cái tinh thần làm sao phải giáo dục cái đứa trẻ đã có cái tinh thần về ngôn, cái đó là một cái ý mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng quan tâm tới, nhất là cái âm nhạc truyền thống của chúng ta. Và một điều nữa là cái phần đầu tôi nói đó là ho do cái là có sự phát hiện một cái nghệ thuật mới. Thực ra thì nói là mới thì đó là nhưng mà nó cũng vì mới đó. Và thực ra thì nói là làn điệu thì từ xưa đến nay nó có rất nhiều làn điệu rồi, từ dân ca ba miền đến ca cổ, từ chèo tuồng cộng trò văn cũng như là ca trù cho đến tài tử ca bộ đó, thì nó cũng phát xuất từ thơ cả. Và rồi các làn điệu đó thì ngay ở đất quan họ chẳng hạn thì nó cũng sử dụng thơ rất nhiều, nhưng mà có một số những cái làn điệu dân ca thì khi không cần phải thơ, hoặc là có thể là thơ thì thơ mới thành thực ra là, nhưng mà phải nói là lục bát ấy, thì là rất tuyệt vời. Lục bát là chúng ta tất cả những cái làn điệu dân ca ba miền và ca cổ ba miền nó là thông thường các bạn sử dụng một cách thành thực ra là chúng tôi đáp lại cái mới là cái đó là các bạn từ trước cái này ví dụ như là làn điệu quan họ thì ví dụ như là 500 làn điệu quan họ thì đến 50 cái làn điệu đó là có một vài câu kiện, nhưng bây giờ tôi nghĩ ngược lại là toàn bộ cái tác phẩm là kiều là chúng tôi có thể là vận dụng được hàng mấy trăm làn điệu. Hiện bây giờ vừa rồi chúng tôi có thử nghiệm trong bảy buổi khách sạn thì con tôi mua là thì khoảng hơn 100 làn điệu mà chúng ta sắp sửa tới đây thì chúng ta thứ chủ nhật này là cái buổi cuối cùng là tôi mong là quý vị sẽ đến dự cái buổi mà chúng tôi hát thơ là cuối cùng thiền từ năm bộ và năm bộ như vậy, tức là nó có cái mới, nó bắt đầu từ thơ, nó không phải là chỉ là kiều, mà tất cả cái thơ nào trong cuộc sống sinh hoạt chúng ta có thể mà nhất là lớp nào ở trường chúng ta, Việt Nam chúng ta từ lớp 1 đến lớp 12 đều có thơ cả. Theo tôi đây là một cái đặc trưng rất đặc biệt của Việt Nam, mà thơ của Việt Nam thì là hát rất dễ. Thành thực ra là tôi nghĩ rằng nếu đem cái hát thơ nó vào trường học thì có thể khoảng 500 làn điệu từ lớp 1 lớp 12 dân ca và ca cổ. Và như vậy là tôi nghĩ là nó có thể phát huy cái vốn quý của là cái vốn của âm nhạc truyền thống hay là cái tính cách của người ta, và qua đó là giáo dục cái thế hệ trẻ không phải quay lưng đến cái điều chúng tôi cũng đang có và nói thì là mấy ý nó quan trọng. Thứ nhất là nó bổ sung cho trước hết là cái phương tiện nghe trước để nhìn sau, mà bởi vì chúng tôi nghĩ là hiện nay đó toàn nước Việt Nam, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tôi nghĩ rằng là nghe vẫn là chủ yếu, nhìn thì chắc là một thời gian nữa, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị cái phương tiện cả nhìn nữa, tức là nghe thì các sách vì nó hợp với tất cả những cái khả năng của các trường và các thầy cô giáo kinh nghiệm có thể sử dụng được. Và cái phương tiện nghe nhìn như vậy thì rõ ràng nó sẽ giúp cho cái môn văn một cái hàng học để quý vị sẽ thấy rõ. Có, tức là nó bổ sung cái hình thức mà học tập mới, cái hình thức mà ca hát đấy. Trong đó là ca hát thể hiện văn học được hát lên, nghĩa là thể hiện cái văn nghệ, nó giúp cho dễ cảm nhận, nó phải học để phục văn có thể hứng thú, nhưng mà
theo tôi nếu sử dụng cái này tốt đó, thì nó có thể đổi mới cái phương pháp nhất là để cho học sinh chủ động hơn, sáng tạo, rồi nó năng động trong cái học tập tiếp theo là cái phương pháp mình sử dụng như thế nào đó. Và theo tôi đây là cái công cụ rất tốt để sử dụng nhiều phương pháp linh hoạt, sinh động, nhất là cái phương pháp mà mình tích cực phát triển với học sinh này. Phương pháp nhiều vấn đề, giải quyết vấn đề, hay là phương pháp mà nhóm, học nhóm, nhất là môn văn tiếng Việt thì lại cụ thể hơn nữa. Để khi mà sử dụng cái trò chơi thì cái hát thơ này cũng nhiều. Và là cái tổng quan cái tình hình nghiên cứu trong nó mới nhận được một chút hơn. Dạ. Cái tình hình nghiên cứu ở trong bài nước thì tài liệu đã nói rồi đó, thế nhưng mà tôi thì bắt lắp thế này là nếu mà nói về hát thơ thì thực ra công trình nghiên cứu nào mà nó gọi là nghiên cứu thì nó chưa có những cái khởi đầu của nó, mà lại hát thơ lớp một thì lại chưa cả trăm phần bài nước như vậy. Cho nên là theo tôi thì cái nghiên cứu này đó là nó vẫn đang là khởi đầu. Và chúng tôi thấy là sự đóng góp là bước đầu. Tiếp theo là vấn đề cái nội dung nghiên cứu. Cái nội dung là nghiên cứu thì thứ nhất là chọn lọc hệ thống xác định cái nội dung giáo dục của cái phần của bài văn văn trong tiếng Việt, trong cái tiếng Việt nó bọc được. Thì như vậy là chúng tôi phải nghiên cứu xem là nó có bao nhiêu những cái bài văn văn, các bài văn văn như thế nào, và nó rồi để nghiên cứu để thử nghiệm đem những cái làn điệu, và đồng thời là nghiên cứu có bao nhiêu những cái làn điệu để có thể thích hợp cho cái nội dung đó hay nội dung của nó. Đây là cái nội dung. Nhưng mà cái cuối cùng đó là phải có sản phẩm, là cái sản phẩm là thực hiện cái văn từ về vấn đề mà về hát thơ văn vân đó. Và cái đây là cái sản phẩm rất là quan trọng. Thì nó sẽ có cái nghiên cứu khoa học, cơ sở khoa học.
cùng là dự kiến các chức vụ thì chúng tôi điện trong đại diện có nói đó, thì cái phần dẫn luận và giới thiệu tổng quan phải để lại nghiên cứu. Phần thứ hai là nội dung của kết quả nghiên cứu. Chương một, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn. Cổ điểm của tem phát thơ và một tiếng Việt lớp 1 và nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học tiếng Việt và bằng tiếng học. Chương thứ hai là nội dung và phương pháp đem hát thơ và một tiếng Việt lớp 1. Và chương thứ ba là kết quả nghiên cứu tổng quy trình thực hiện nghiệm về này. Phần thứ ba là phần kết luận. Thì ngay cái dự kiến này là nó cũng chỉ là phát quả trong tương lai khi mà thực tế thấy cái nội dung nào thể hiện nghiên cứu của chúng tôi để sẽ điều chỉnh. Nhưng mà dù sao thì tất cả những cái gì mà chúng tôi ở đây là những cái lý tưởng hoạt động, còn nếu để mà tiến hành ra sao thì còn rất rất dài và đòi hỏi suy nghĩ và việc làm của các chuyên gia này. Thì mong là những điều mà chúng tôi đã đưa các tài liệu vào vừa rồi chúng tôi có phát cảm ra, xin quý vị trong thành viên hội đồng cho các ý kiến đó, rồi lấy cái ý kiến đó để mà điều chỉnh lại cái tình tư này và đồng thời là thực hiện để làm nó tốt. Xin cảm ơn. Tôi xin được báo cáo tiếp tục về phần kế hoạch thực hiện của đề tài. Kế hoạch thực hiện đề tài của chúng tôi đưa ra với những sản phẩm khoa học đã đạt và trong cái phạm vi thời gian tùy phần thì chia thành ba bước. Bước một là chuẩn bị, bước hai thực hiện là những chủ đề nội dung của từng phần trong quy trình nghiên cứu. Bước một chuẩn bị, chúng tôi đi cái phần chuẩn bị chúng tôi đi từ tháng thứ nhất khi bắt đầu được chấp nhận cho tiến hành đề tài và tổng chương trình được tiến hành trong thời gian một năm. Trong một năm là cái năm này đó thì nó sẽ kèm với cái chạy song song theo cái chương trình học của em lớp một cho cái năm học đó. Trước đó thì chúng tôi đi thành bước một chuẩn bị. Phần chuẩn bị thì chúng tôi đi qua phần dự thảo đề cương chi tiết, khảo sát cơ bản, chọn lọc nội dung và biên soạn kịch bản. Trong phần biên soạn này chúng tôi đưa ra ba kịch bản. Một kịch bản thứ nhất là mẫu hát thơ tiếng Việt một chương trình âm nhạc. Một kịch bản thứ hai hướng dẫn thực hiện hát thơ tiếng Việt lớp một. Kịch bản thứ ba hát ru thơ tiếng Việt lớp một dành cho lớp năm trung. Kịch bản này trong phần chuẩn bị thì chỉ là một kịch bản phát thảo trong thời gian của tôi khảo sát và rút rút từ kinh nghiệm sinh phong điều kiện có liên quan đến đề tài. Và trong cái kịch bản này chúng tôi cũng thử đưa ra cái phát thảo về dàn dựng phố khí trước và thu băng phát thảo để chúng tôi lấy cái đó làm tư liệu ban đầu để đến khảo sát ở trường theo cái phương pháp thực hiện thì có từng thu thập thông tin từ hội thảo khoa học và từ toàn bộ trong các chủ đề đến phần thực hiện nghiên cứu các chuyên đề hỗ trợ cho đề tài và mối quan hệ biểu cảm giữa nhạc và thơ trong nghệ thuật thơ. Biên tập kịch bản chính thức từ ba kịch bản phát thảo trên, dàn dựng tập dựng và chúng tôi sẽ đưa ra những cái sản phẩm là thu đĩa CD. Từ cái thu đĩa CD chúng tôi cho là cái phương thế tối ưu, từ đó chúng ta sẽ chuyển qua băng cassette và nếu như điều kiện kinh tế khá hơn thì chúng ta sẽ nằm trong cái phạm vi nghiên cứu có thể được thì chúng ta sẽ cho lên video. Kế đến chúng tôi sẽ có cái bước là từ trong tháng thứ ba đến năm tháng thứ bảy trong thời gian này thì nó sẽ chạy theo cái chương trình học của các em. Soạn tập hợp giáo án của hát thơ đủ loại tiết thể thơ, chuẩn bị các tiết dạy mẫu, chọn lọc tổng hợp các chuyên đề nghiên cứu hỗ trợ đề tài, tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài lần thứ nhất và trong thời gian này thì chúng tôi sẽ tiến hành
đầy đủ tất cả những cái thực hiện về văn từ và luôn cả những bằng khác nhau. Tiến hành dạy thực nghiệm ở các lớp của bốn điểm chọn là ở quận 1, quận 10, quận 5 và quận Bình Chánh. Thì tôi cũng xin giải thích là tại sao tôi chọn quận này. Thì tôi cho rằng là tôi cho rằng đây là bốn điểm điển hình. Điểm thứ nhất ở quận 1 là trung tâm văn hóa của thành phố. Điểm thứ hai là quận 10 là tôi cho rằng là ở quận 10 cũng có kiến trúc thành phố. Ở đây là tập trung đông dân cư và nhiều phần phần. Còn quận 5 là đa số là nằm trong thành phần dân tộc. Điểm không phải là điểm thứ à, người Hoa. Và người Hoa thì cũng phải nói rằng là cái văn hóa người Hoa thì cũng phải cần sự quan tâm và cùng một mình chắn là vùng 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 xa vùng ngoại thành. Thì tôi nghĩ rằng là cần phải nghiên cứu vùng ngoại thành bởi vì cái thỏa mãn của các em ở vùng ngoại thành đấy có về cái ca hát dân gian nó sẽ có khác với các em đó. Trong quá trình thực hiện thì cái thành hiện thì chúng tôi cho liên tục đối chứng hội thảo khoa học lần thứ hai. Trong cái hội thảo khoa học lần thứ hai của cái lúc thực hiện này thì chúng ta sẽ thống nhất giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh và tiếp tục soạn tài liệu. Một mặt đó thì chúng tôi vừa làm vừa thực hiện vừa đối chứng vừa viết tài liệu và tất cả các chủ nhiệm của nội dung bốn điểm chọn liên tục đi xuống các điểm và làm việc từ sơ tâm xuất tập quy trình cho đến lúc này. Và cuối cùng thì một điểm của chúng tôi sẽ dự kiến vào cái tháng thứ 11 đến tháng 12. Trước khi nghiệm thu chúng tôi cho điều chỉnh giải thích phát sinh nếu có tổng hợp những điều đề tài tập hợp sản phẩm đúc kết quy trình nghiên cứu hội thảo khoa học lần thứ ba hiệu chỉnh và bổ sung nếu có cuối cùng là nghiệm thu. Tất cả điều này thì chúng tôi xin được là liệt kê lại sản phẩm khoa học. Cái sản phẩm khoa học là kịch bản văn từ tập tài liệu mà chúng tôi nghiên cứu về và ở trong tập tài liệu đó chúng tôi rất là mong rằng là những cái chuyên đề hỗ trợ trong cái tập tài liệu này sẽ là một cái tài liệu và những cái hết sức hữu ích cho cái giá trị âm nhạc dân tộc. Và chúng tôi cũng có dự kiến chuyển giao cho các bạn. Ở trong đây thì cũng có dự kiến cái thực hiện đề tài trên cái nguồn kinh phí chúng tôi đang gửi cho và cuối cùng chúng ta xin được kết luận nhóm nghiên cứu đề tài hát cơ lớp 1 của phương tiện dạy học văn bằng văn tiếng Việt lớp 1 của chúng tôi đầy đủ thực lực nghiên cứu để thực hiện đề tài bằng cái tâm huyết khả năng đồng thời với kế hoạch đổi mới và phát triển của ngành giáo dục trong việc dạy học tiếng Việt bắt đầu từ lớp 1. Bởi lớp 1 khởi đầu rất quan trọng để học sinh tiếp thu và cảm thụ tốt môn tiếng Việt. Chắc chắn đề tài sẽ có phần hữu ích cho ngành. Rất mong được nghe góp ý xây dựng và nhất trí của hội đồng thay mặt thành viên nghiên cứu đề tài. Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của hội đồng. Cảm ơn Nhã với chị Thu Thủy. Bây giờ tiếp theo là mời tiến sĩ Nguyễn Thị My Kha. Kính thưa hội đồng, xin thưa tất cả quý vị, tôi xin đọc cái bản nhận xét thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học đề tài hát thơ lớp 1, một phương tiện dạy học văn bằng môn tiếng Việt lớp 1 chương trình tiểu học năm 2000 chủ nhiệm đề tài của năm thứ 7 tiến sĩ Nguyễn Nhã.
ở cái phần nhận xét của chúng tôi cũng gặp giáo dục phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ thông qua biện pháp dạy học thuộc lòng. Các bài văn vần là một cách thức không mới, nhưng dạy học văn vần qua hình thức dạy học hát cho trẻ lại là một vấn đề có tính chất thời sự. Đề tài hát thơ lớp 1 của Phương Việt, dạy học văn vần môn tiếng Việt lớp 1, chương trình tiểu học năm 2000 của nhóm tác giả Vũ Thu Thủy và Nguyễn Nhã là một đề tài có tính thời sự, hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp về phương pháp dạy học, hình thức dạy học và phương tiện dạy học văn vần cho học sinh tiểu học. 2. Có thể nói, đề tài của công trình không trùng lặp với một công trình nghiên cứu nào đã công bố trong học này nữa. 3. Nội dung của bản thuyết minh đề tài phù hợp với tên đề tài, với tính chất liên ngành của vấn đề được đề cập. 4. Theo cách tiếp cận liên ngành khoa học xã hội, các tác giả đã cho phương pháp nghiên cứu giáo dục thực hiện kết hợp với các phương pháp nghiên cứu liên ngành, phương pháp so sánh, những phương pháp phù hợp với đối tượng có độ tin cậy và hiện nay thường được các công trình nghiên cứu về hoạt động dạy học sử dụng. 5. Qua bản đề cương chi tiết và bản thuyết minh đề tài, có thể thấy đề tài nếu được thực hiện sẽ góp phần cải tiến phương pháp dạy học, bổ sung hình thức dạy học mới, hình thức ca hát khi dạy học phần văn vần cho học sinh lớp 1. Đồng thời, đề tài cũng sẽ góp phần bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu quý tiếng mẹ đẻ, yêu quý âm nhạc dân tộc, văn hóa dân tộc và đặt nền tảng cho việc cảm thụ âm nhạc truyền thống của dân tộc. Vấn đề thứ 6, cũng qua bản đề cương và bản thuyết minh đề tài, các tác giả đã cho thấy các điều kiện về nhân sự, thời gian, kinh phí đầu tư đủ để đảm bảo cho sự thành công của đề tài. Đồng thời, kế hoạch nghiên cứu, phương thức sử dụng kết quả nghiên cứu cũng đã được dự kiến chi tiết và rõ ràng. Vấn đề thứ 7, nhân đây chúng tôi xin được trao đổi thêm một vài điểm nhỏ với các tác giả. Điểm thứ nhất là về tên của đề tài thì chúng tôi thấy với tên gọi hát thơ một phương tiện dạy học văn vần, theo chúng tôi cách gọi tên này gây một cái cảm giác rất là ổn lắm. Bởi lẽ khi nói đến phương tiện tức là nói đến công cụ, hay nói một cách khác nói đến phương tiện tức là nói đến cái để mà dùng để làm một cái việc gì đó để đạt một cái mục đích nào đó. Ở đề tài này nếu thực hiện thì sản phẩm của nó tức là những cái băng hát nhạc cái gì đấy thì cái đó mới là phương tiện. Chứ còn hát thơ thì tôi nghĩ rằng là gọi hát thơ là một phương tiện gọi như vậy chưa ổn. Vấn đề thứ hai chúng tôi muốn trao đổi thêm đó là về phương pháp nghiên cứu. Các tác giả viết ở trong đề cương của mình, phương pháp so sánh được sử dụng để thấy cái mới của đề tài, theo chúng tôi biết như vậy chưa thật ổn. Bởi lẽ, so sánh là một biện pháp nghiên cứu thường được sử dụng ở nhiều đề tài, nhiều nội dung nghiên cứu và mục đích của nó không phải chỉ để thấy cái mới của đề tài. Vấn đề thứ 8, tuy nhiên một vài trao đổi ở trên chỉ là những chi tiết rất nhỏ thuộc về vấn đề diễn đạt và trình bày, nó không ảnh hưởng gì tới vấn đề nội dung, chất lượng của đề cương chi tiết cũng như bản thuyết minh đề tài. Đề tài hát thơ lớp 1, một phương tiện dạy học văn vần môn tiếng Việt 1, chương trình tiểu học năm 2000 của nhóm tác giả Nguyễn Thu Thủy và Nguyễn Nhã là công trình hứa hẹn có nhiều đóng góp vào việc cải tiến hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện đồ dùng dạy học, phần văn vần môn tiếng Việt lớp 1 nói riêng và hoạt động dạy học nói chung, xứng đáng được xét duyệt cho tiến hành thực hiện. Chúng tôi trân trọng đề nghị hội đồng xét duyệt đề tài công văn. Xin cảm ơn. Cảm ơn tiến sĩ Nam. Bây giờ xin mời thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Kính thưa thành viên hội đồng, kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin đọc bản nhận xét về bản thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học. Bản thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học của đề tài hát thơ lớp 1, một phương tiện dạy học văn vần môn tiếng Việt lớp 1, chương trình tiểu học năm 2000 của các tác giả Nguyễn Thu Thủy và tiến sĩ Nguyễn Nhã được trình bày trong 18 trang đánh máy vi tính với 13 mục mang một tính quy mô lớn. Chúng tôi xin có một số ý kiến trao đổi như thế này. Thứ nhất, tên của đề tài thì có thể bỏ bớt đi từ một từ. Ví dụ tôi lấy cái từ, tôi thấy cái từ lớp 1 được nhắc đi nhắc lại hai lần. Ở đây theo ý kiến chủ quan của chúng tôi thì có thể ghi là hát thơ, một phương tiện dạy học văn vần môn tiếng Việt lớp 1. Và cái phần cái chương trình tiểu học năm 2000 thì chúng tôi cũng có những cái thắc mắc, tức là đến năm nay đã là năm 2003 rồi thì vừa rồi tác giả cũng đã cũng có ý kiến bỏ đi cái phần chương trình tiểu học năm 2000.
thì theo chúng tôi thì nên chăng là chúng ta có thể để cái tên đề tài là hát thơ một phương tiện dạy học văn vần môn tiếng Việt lớp 1. Như vậy thì nó gọn gàng hơn. Cái thứ hai chúng tôi muốn trao đổi là đề tài đã đưa ra được những lý do cũng như tính cấp thiết về tầm quan trọng lớn lao của việc nâng cao chất lượng học tập môn tiếng Việt đối với học sinh lớp 1, và cụ thể là vấn đề dạy và học các bài văn vần môn tiếng Việt theo chương trình lớp 1. Sự lựa chọn đề tài nghiên cứu này rất thiết thực, vừa có ý nghĩa lý luận và vừa mang tính thực tiễn rất cao. Ý kiến thứ ba là đề cương chi tiết của đề tài. Theo chúng tôi cần bổ sung thêm các mục xác định cách thể và đối tượng nghiên cứu cũng như xây dựng giả thiết khoa học cho đề tài. Ở mục 10 về phương pháp nghiên cứu thì theo chúng tôi cần ghi rõ ràng thêm và cụ thể hơn việc sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu mà đề tài đã sử dụng, ví dụ cái phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin tài liệu, phương pháp chuyên gia, thẩm định sản phẩm, phương pháp trao đổi thảo luận, hội thảo, phương pháp điều tra, trình bày ý kiến, phương pháp xử lý thông tin, vân vân. Thì tất cả những cái phương pháp này thì tôi thấy là ở trong cái đề cương nghiên cứu đều có, nhưng mà khi mà ghi vào cái đề cương đó thì các tác giả ghi rất là tóm tắt và ghi như vậy thì nó chưa thỏa đáng, và chúng ta có thể ghi rõ ràng hơn. Một ý kiến nữa là về thời gian thực hiện đề tài đó thì tôi cũng thấy vân vân là có với cái công trình mà quy mô lớn như vậy thì nó đòi hỏi cái thời gian cũng như là cái công sức rất là lớn, thì ở đây tôi thấy cái thời gian thực hiện đề tài có lẽ là cũng cần có nên trang là kéo dài được thêm một chút không, chứ tôi thấy là cái thời gian rất xít xả và cũng nên ghi rõ tháng năm dự kiến bắt đầu và thời gian kết thúc của đề tài, ví dụ như là các tác giả dự kiến là trong một năm hay là trong hai năm. Một vấn đề nữa là đề cương chi tiết của đề tài cũng nên sắp xếp lại cái thứ tự các đề mục cho hợp lý hơn. Ví dụ như là cái mục tài liệu tham khảo thì tôi nghĩ là nên để cái phần cuối của đề cương sau cái phần nghiệm của nghiên cứu của các nghiên cứu một lần. Từ thực trạng về chất lượng giảng dạy và học tập môn tiếng Việt lớp 1, các tác giả của đề tài đã đề xuất được những cái biện pháp cụ thể nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng Việt lớp 1, giúp các em học sinh tích cực học tập và tiếp thu nhanh hơn các bài học tiếng Việt với phương châm chơi mà học, học mà chơi trên vốn là nền truyền thống dân tộc. Bản thuyết minh của đề tài có đầy đủ những điều kiện sự kiện đảm bảo cho việc thành công của đề tài. Chúng tôi đề nghị hội đồng cho ký hợp đồng thực hiện đề tài cho đề tài có một cái sức khả thi rất là lớn. Kính thưa toàn thể hội đồng, chúng tôi thì cũng bản thân tôi thì cũng không phải là người giảng dạy ngữ văn, bản thân tôi thì cũng không phải là giáo viên dạy nhạc. Thế nhưng mà chúng tôi cũng có cái may mắn là chúng tôi là người tham gia biên soạn và thực hiện chương trình đại học hai ngàn, cho nên là những vấn đề này chúng tôi đã được nghe cô Thịnh để đặt vấn đề rất sâu. Và trong quá trình xây dựng đề cương thì chúng tôi cũng có nghe thầy Nga trao đổi, thì chúng tôi xin có một số ý kiến vừa có ý vừa đề nghị làm rõ và những suy nghĩ hết sức chân thành của chúng tôi về mặt khoa học chúng tôi có số ý chính sau đây. Thứ nhất là về mặt đề tài, tên đề tài thì điều này là trùng lặp, bởi vì lúc nãy đã có ý kiến của mình nói rồi. Tôi đã viết như sau: theo quyết định số 43/2001 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì ngày 19/1/2001, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sau nhiều năm thử nghiệm chương trình tiểu học 2000 đã chính thức xét duyệt và ban hành với tên gọi là chương trình tiểu học. Một số người hiện nay còn thêm chữ mới vào đó để phân biệt với chương trình cũ. Thực ra đấy là cách nói thôi. Vì vậy trong toàn bộ bản thuyết minh ta phải tuân thủ cái tên gọi chính quy này, gọi chung là chương trình tiểu học, không có chữ năm 2000, vì cái tên năm 2000 là chương trình lớp thực hiện. Ý thứ hai cũng là trùng lặp với cái ý của cô Kha nói lúc nãy, thì chúng tôi cũng biết như sau: trong tên gọi đề tài có chữ một phương tiện dạy học, phương tiện thì thường được gắn liền với thiết bị dạy học và nó bao gồm các yếu tố có tính kỹ thuật hoặc được kỹ thuật hóa nó, hoặc là được sản xuất hàng loạt, hoặc là hỗ trợ cho giáo viên sử dụng vào các hoạt động theo các phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu từng bài học.
gọi hát thứ một là phương tiện dạy học văn là chúng tôi thấy là không chính xác. Tiến sĩ Kha không ổn mà tôi mặc bộ tôi gọi là không chính xác. Và vì thế theo tôi cũng vẫn dùng chữ rất đa dạng đã dùng trong phần sau, có lẽ tên đề tài phải là hát thứ một, một hình thức tổ chức dạy học văn bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Bây giờ xin góp ý cụ thể về mục tiêu đề tài 1239 trang 5 trong bản chứng minh. Trong 1239 trang 5 này có tới 3 cái chấm, nhưng mà thực chất chỉ có một ý tạo thành 2 thôi. Cho nên chúng tôi xin đề nghị kép các mục tiêu thứ 2 và thứ 3, vì nội hàm mục tiêu thứ 2 và thứ 3, cái chấm thứ 2 và cái chấm thứ 3, thì nội hàm cơ bản của hai cái này thì nên kép bằng 1. Và nên đề xuất nó trước khi nói đến mục tiêu là bổ sung phương tiện nghe để dạy văn bản. Bởi vì cái bổ sung phương tiện nghe để dạy văn bản nó chỉ là sản phẩm vật chất về mặt băng hình thế từ đấy. Nhưng mục tiêu lớn của đề tài này chính là một hình thức dạy học mới, thu hút sự chú ý học sinh, tăng cường tính tích cực hoạt động và tiếp thu nhanh. Đấy là ý thứ nhất là về mục tiêu của đề tài. Tôi có mang theo 4 chương trình tiểu học của Bộ. Trong chương trình tiểu học do Bộ ban hành, đề tài chúng ta đề cập đến các bài văn vần môn tiếng Việt lớp 1. Thế thì đối với lớp 1, các bài văn vần thì trong chương trình tiểu học này quy định chỉ liên quan đến việc rèn luyện hai kỹ năng chính. Một là trong kỹ năng đọc, phải trang như bao nhiêu đó thì đây tôi có cần theo đây. Thì cái này thì chắc chắn các thầy cô khi tiến hành thì nên phải bám rất sát cái cuốn này, bởi vì cái môn ta là liên quan đến môn tiếng Việt mà. Bên trong phần kỹ năng đọc thì ở lớp 1 các bài văn vần chỉ có mục đích là yêu cầu học sinh đạt được kỹ năng học thuộc lòng một số bài văn vần. Và ở kỹ năng nghe thì có lẽ nó nằm trong một phần của ý thêm là nghe hiểu các văn bản ngắn có nội dung thích hợp chính lớp 1. Với hai yêu cầu đã được quy định như vậy trong chương trình lớp 1, tên gọi đề tài chúng ta là tập trung hỗ trợ cho môn tiếng Việt lớp 1, chứ chúng ta không dạy hát nhạc, không dạy hát thơ. Theo nghĩa phần lý mục đích vì hát thơ ở đây cũng cần phân biệt thêm là chúng tôi không có ý phản bác hay là ý đề cập gì đến ý tưởng của tiến sĩ Nhã trong việc nói rằng là hát thơ chưa ai nghiên cứu, hát thơ cần phải được nghiên cứu một cái hệ thống. Cái đó là một đề tài khác. Đây là hát thơ trong các bài văn vần tiếng Việt lớp 1. Thế thì như vậy thực chất hát thơ cung cấp thêm một hình thức dạy học tích cực, sinh động, phù hợp với yêu cầu là dạy học thông qua hoạt động, là đổi mới rất căn bản của chương trình dạy học hiện nay, nhưng nhất thiết phải hướng vào mục tiêu dạy học tiếng Việt lớp 1 đã được quy định, hình thành cho được những kỹ năng đúng yêu cầu, mức độ quy định, tránh xu hướng tăng nặng các hoạt động hát, biểu diễn, vân vân, ảnh hưởng tới thời gian, tiến độ dạy học tiếng Việt và sự phát triển khả năng cảm nhận tiếng Việt theo tính trường quy một quy chuẩn mà Bộ đã quy định cho lớp 1. Điều này hết sức cần thiết. Không nên nhầm lẫn với chuyện là chúng tôi bài bản là không được hát, chỉ có cứ cầm lên là cứ mỗi độ tu sang hoa cúc lại nở vàng mà không được đem tài liệu vào. Hay là nhưng thực chất cái khó nhất ở đây xin các tác giả lưu ý rằng tập trung vào mục tiêu hình thành với việc một cái quy chuẩn cho trẻ. Do vậy thì chúng tôi xin khuyến cáo điều thứ nhất chính là các tác giả nên hết sức chú ý hướng vào mục tiêu dạy học tiếng Việt đã được quy định, hình thành những kỹ năng đúng yêu cầu, đúng mức độ, tránh xu hướng tăng nặng bằng các hoạt động. Chúng tôi không dám nói là làm phức tạp cái phương pháp học sinh, chắc chắn là học sẽ vui. Qua thử nghiệm trường ở lớp công nghệ thì biết rồi các cháu chắc chắn sẽ vui. Nhưng mà những vấn đề liên quan chắc trong quá trình nghiên cứu các bạn sẽ xử lý được hết. Thí dụ tỉ trọng, thời gian này, phương tiện vân vân, những người phía sư phạm chúng tôi hết sức lưu ý như vậy. Đồng thời cần chú ý cân đối với các mục tiêu nội dung đã đề cập cho môn hát nhạc 1. Bởi vì trong chương trình tiểu học có môn hát nhạc 1, nay chúng ta đem hát thơ
để dạy văn vần, ý tưởng chúng ta rất đúng, nhưng mà cái vai trò của nó tương đồng với cái mức ở hát nhạc cổ thì cũng nên hết sức chú ý, tránh xô lệch, làm cho biến giờ dạy tiếng Việt thành giờ hát, mà cái giờ dạy hát thì học trò lại son re, lại là đồ đê mi, lại là hát nhạc theo phương nhạc Tây, thế còn giờ dạy tiếng Việt thì thành lại giờ hát nhạc dân tộc, hai chuyện này khác nhau nhé. Trong giờ nhạc thì vấn đề là một ngày kia chúng ta sẽ phê bình, sẽ góp ý, sẽ xây dựng lại chương trình hoặc là bảo sửa nữa đi trong việc muốn thêm những yếu tố văn hóa nghệ thuật trong chương trình hát nhạc. Nhưng ngày hôm nay chương trình đã được duyệt rồi, Quốc hội ra nghị quyết và cả nước đang thống nhất làm theo một cái hướng rất tập trung vào chương trình này. Chúng tôi xin lưu ý như vậy. Câu hỏi 1, chúng tôi xin đề nghị nếu có thể mà các tác giả đã có điều kiện thì xin các tác giả thử trình bày cái việc tiếp cận ban đầu của nhóm nghiên cứu với toàn bộ các bài văn vần trong chương trình lớp 1. Các tác giả đã tiếp cận rồi, chắc chắn là như thế, thì xin nếu có thể các tác giả nói xem và nhận xét ban đầu của các tác giả về cái nhóm bài văn vần tiếng Việt lớp 1 để củng cố thêm cái niềm vững tin hoặc là cái cơ sở cho chuyện là trên cái khối lượng các bài văn vần đấy chúng tôi thấy rất rõ ràng là hát thơ là thành công làm được hay chúng tôi thấy rõ. Tôi xin đưa một ví dụ cá nhân tôi chẳng hạn, cho đến ngày này thì cũng gọi là vốn lĩnh văn học dân gian nó cũng rất dở hơi, tức là tôi cũng chỉ biết mỗi một cái là con cò cò vai lạ vai la, mỗi điệu cò lạ, và tôi nghĩ rằng lục bát là ngon lành, thế nhưng mà ảnh bác treo giữa lớp, mắt bác đang nhìn em thì là điệu nam và tại sao vân vân. Thế thì rõ ràng cái loại bài đó các tác giả đã khảo cứu chưa, và khảo cứu cái bộ bài văn vần này trong chương trình lớp 1 thì nó có tương thích thuận lợi cho việc hát thơ không, hay là đây chỉ là một ý tưởng, cái này tôi cũng xin đã là khoa học người ta cứ phải tách bạch rõ rệt, hay là đây chỉ là ý tưởng chủ quan chúng ta cho rằng hát thơ văn học dân gian là tốt, hát thơ cho trẻ em rất tốt, vậy hát thơ trong văn vần lớp 1 chắc chắn tốt chưa chắc nhé. Tôi rất lo cái chuyện đấy, thì tôi cũng không phải là người nghiên cứu trực tiếp cái này, nhưng tôi xin hỏi cô một như thế. Tiếp theo về nội dung nghiên cứu ở mục 25A11 trang 7, các nội dung nghiên cứu được nêu thì phù hợp với mục tiêu đề tài, tuy nhiên cần phải làm rõ nội dung theo quan điểm tỷ trọng hát thơ trong toàn bộ các bài văn vần lớp 1 và lý do để quyết định cái tỷ trọng này, nghĩa là bài văn vần nào cũng sẽ dạy được bằng hát thơ, tại sao và tại sao phải làm thế, hay là trong các bài văn vần ở lớp 1 chọn 8 bài hát thơ thôi, tại sao lại chọn 8 mà không chọn 7, hay là trong tất cả các bài văn vần lớp 1 giới thiệu 3 làn điệu qua 3 cái bài cơ bản thôi. Những điều ấy không chỉ liên quan đến ý muốn của tác giả cũng như việc khẳng định là bài hát thơ là hay, mà có liên quan chặt chẽ đến việc trung thành với mục tiêu dạy ngôn tiếng Việt. Cái này tôi xin lưu ý. Cần chú ý nội dung, trong này có một nội dung là nghiên cứu hiệu quả để đưa hát thơ vào ngôn tiếng Việt. Điều này rất quan trọng, nhưng trong bản kê các sản phẩm ở trang 8 cũng như bản giải trình chi tiết về kinh phí, khoản chi công việc thì không thấy có nội dung đánh giá hiệu quả. Thì chúng tôi xin đề nghị là bổ sung cái nội dung là dù ta thử với một lớp 2 bài, 30 em thì phải đánh giá hiệu quả của nó bằng các kỹ thuật đánh giá khách quan để thuyết phục cho cái ngành mà chúng ta nghiệm thu được tài. Cuối cùng về các sản phẩm ở trang 8, thì trong các sản phẩm này thì có một hai chỗ thì xin là lưu ý một chút thôi. Ví dụ như là mục 2 ghi là 4 đĩa CD-ROM chuyển thành 2 băng cassette 180 phút. Nếu mà các băng cassette này, nguyên tắc là băng cassette này là video cassette hay là cassette thường, nếu mà chỉ là audio thì mục này có cái gì đó không ổn. Bởi vì dung lượng của CD-ROM là 640MB, mà dung lượng 2 băng cassette 180 phút với 640MB nếu chỉ ghi audio thì nó không tương thích. Bây giờ chúng tôi xin nêu quan điểm riêng về chi phí và thời gian thực hiện. Theo nghĩa, đề tài này bổ sung một hình thức tổ chức hoạt động dạy học cho một phần của môn tiếng Việt lớp 1. Chúng tôi nói thế là vì sao? Vì có rất nhiều hình thức tổ chức dạy học tiếng Việt, chúng tôi không nói là âm nhạc. Và văn vần là một phần của môn tiếng Việt. Thì
hát thơ không phải là cách duy nhất và không thể áp đặt toàn bộ cho các bài văn vậy. Đấy là một ý chúng tôi xin nêu. Tại sao chúng tôi dám dùng chữ áp đặt? Bởi vì thế này, có những làn điệu không biết là tác giả cân nhắc xem có phù hợp không, những làn điệu, có những làn điệu chúng tôi cho rằng có những làn điệu không phù hợp với sự phát triển tâm lý của trẻ 6 tuổi, tức là nên hết sức cân nhắc. Cũng như có những làn điệu sự tương thích về làn điệu là hình thức biểu hiện với cái nội dung cái bài văn vần mà chúng ta viết theo các nội dung ngày hôm nay, vệ sinh học đường rồi là trường trại rồi là phong trào thi đua vân vân, những cái bài văn vần dạng như thế thì đem cái làn điệu mà tương thích vào cái bài ấy thì chắc chắn đề tài này sẽ là một mẫu mực để làm mô hình cho việc giải quyết một đề tài lớn hơn rất nhiều, đó là hát thơ trong chương trình tiếng Việt tiểu học. Nhưng mà vì đây là lớp 1 thì chúng tôi cũng xin nói rất rõ rằng là chúng tôi hết sức ủng hộ và hoan nghênh cái đề tài này và thành tâm lo trình bày rằng những cái điều chúng tôi phát hiện ra như thế, chúng tôi cũng rất mong các tác giả phải chú ý ngay từ bước đầu tiên, bởi vì toàn bộ hội đồng khoa học giáo dục sở cũng thống nhất là việc xét duyệt hết sức quan trọng, cố giúp nhau để cho qua bước xét duyệt này chúng ta đầu tư tương thích tiền bạc, đầu tư tiền bạc và đầu tư công sức vào cho ra một điểm. Chúng tôi rất e ngại rằng, e ngại những cái xu hướng chúng tôi xin trong tình cảm chúng tôi phải nói thẳng là phải e ngại cái xu hướng rằng là chúng ta ngày làm nó cứ nở rộng mãi ra rồi cuối cùng tóm lại không nổi. Thế thì ở lớp 1, văn vần chừng đó bài, mục tiêu thế thôi. Tên thật của cái đề tài mà thầy Nhã và các thầy cô có lẽ là về hát thơ trong tuyến Việt tiểu học toàn bộ bậc 1, 2, 3, 4, 5 thì nó vĩ đại hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ đầu tư tiền của để cho làm được cái, thế chúng tôi xin đề nghị bốn ý sau đây. Một, nên quan niệm đề tài này là khởi đầu cho một ý tưởng lớn lao và hoàn chỉnh hơn, đó là hát thơ trong chương trình tiểu học, trong toàn bộ bậc tiểu học. Ý thứ hai, thời gian nghiên cứu thử nghiệm nên rất rõ rệt là 1 năm, chọn 1 năm. Thứ ba, phạm vi thử nghiệm tán thành với 4 trường. Ý thứ tư thì nếu chúng tôi không phải người làm tài chính, thế nhưng mà thực ra theo đúng tinh thần chúng tôi vừa nêu ở trên, chúng thấy rằng là cho rằng chúng ta chọn 20 tiết và chuẩn bị sản xuất ra những yếu tố tương kỹ thuật sản phẩm liên quan đến 20 tiết này thì 200 triệu, có nghĩa là trung bình 10 triệu đồng cho một tiết hát thơ. Chúng tôi cho vì thế là cả chi tiết. Cảm ơn anh bác. Mời cô Trần Ngọc Lan. Thì trước khi mà cái tham gia cái đề nhận xét đề tài này thì em thấy là trong một cái chương trình thăm dò tham gia lần trước cái Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cái xu hướng chung bây giờ là các em cũng như học sinh tiểu học, các em nhỏ thì các em thường là ít được thuộc những bài hát của thiếu nhi, mà các em thuộc rất nhiều các bài hát người lớn, cho nên là em thấy là cái việc mà đưa cái phần hát thơ vào chương trình để cho các em được gần gũi với lại các cái làn điệu dân ca hay các điệu hát du thì đấy là một vấn đề mà rất cần thiết. Và cái phương pháp này thì theo em thì nó có những cái ưu điểm và cái bên cạnh đó thì cũng có những cái hạn chế. Ví dụ như là một số cái bài hát hay là bài thơ mà các em đã được thuộc rồi thì khi các em hát các em cái tình cảm của các em đối với bài hát nó sẽ có một cái sự say mê hơn, và khi mà các em biết bài hát rồi thì cái việc mà lồng cảm xúc của các em vào trong cái bài thơ nó sẽ tốt hơn và giúp cho các em có thể là chấm thuộc bài hay là nhớ lâu. Và cái việc hát thơ thì làm cho giờ học nó sẽ bớt trở nên căng thẳng, tiết học sinh động. Và một vấn đề nữa tức là giáo viên có thể phát hiện được những em mà có năng khiếu nổi trội để làm cái học tốt công nghệ cho lớp mình, cho trường, và tạo điều kiện cho các em phát triển được cái sự sáng tạo, tưởng tượng phong phú như là tính tự lập, tự biên tự diễn, và góp phần giáo dục toàn diện mọi mặt cho các em, nhất là trong vấn đề âm nhạc. Và những cái tiết học mà có cái phần hát
thơ thì sẽ tạo một cái ấn tượng lành mạnh và cái không khí học tập sôi nổi. Đó là những tiết học mà theo em thì có thể là các em sẽ ghi nhớ suốt trong cuộc đời. Và một điều nữa tức là các em có thể hiểu thêm cái làn điệu dân ca của các miền, hay là giáo dục cho các em cái tình yêu quê hương đất nước. Thì bên cạnh những phần ưu điểm của chủ đề này thì em thấy là sẽ có những cái hạn chế. Thứ nhất là vì các em là học sinh lớp 1 cho nên là cái vấn đề mà các em nắm được cái chữ thì chưa có rõ ràng, và lồng cái giai điệu hay là cái tiết tấu vào trong cái văn bản thì có thể làm cho các em sẽ hiểu sai về cái ý nghĩa của cái lời hay là của những cái câu. Ví dụ như là có những cái câu hát mà câu thơ là trông kìa đàn đàn con ông bà, nhưng mà khi có giai điệu vào thì các em sẽ hát cái chữ nó không phải là chữ kìa nữa mà là trông kia, thì ý các em cũng nói là cái sai lệch của cái chữ nghĩa nó sẽ là như thế. Một cái vấn đề nữa là giáo viên hướng dẫn, tức là giáo viên dạy lớp 1 nếu mà không có cái khả năng về âm nhạc thì cái cách truyền thụ của các em sẽ làm cho các em chán, có thể là như thế, và các em sẽ không say mê và cái kết quả thì nó có thể ngược lại. Cho nên là em nghĩ là cái phương pháp này không biết là có tổ chức đại trà được không, hay là chỉ có thể thí điểm một số các cái trường điểm thôi. Và vì cái tính chất của tiết học nó có cái phần âm nhạc lồng vào nhưng có thể nó có cái môi trường sẽ tồn tại và có thể ảnh hưởng đến cái lớp học sinh thôi. Nên là sau khi mà các em say mê với cái bài hát thơ đó thì cái tư tưởng của em cũng sẽ thiếu tập trung trở lại, thì các em sẽ bị phân tâm, tức là cứ nghĩ mãi đến các cái giai điệu của cái bài hát đó. Thì qua một số ý kiến như thế nhưng mà cuối cùng thì em cũng vẫn là nhất trí để thực hiện cái đề tài. Cảm ơn thầy. Mời cô bạn gì thôi. Dạ, kính thưa các thầy cô có mặt ngày hôm nay, thì em xin nhận xét đề tài về góc độ em là giáo viên dạy lớp 1. Thì em nhận thấy là việc vận dụng hát thơ vào dạy học văn và môn tiếng Việt lớp 1 thì đem lại những cái ưu điểm sau. Thứ nhất là về tăng cường hình thức dạy học mới nhằm thu hút sự chú ý của học sinh, giúp các em tích cực học tập và tiếp thu nhanh hơn các bài học tiếng Việt. Các em sẽ không nhàm chán, thay vì chỉ nghe là cô dạy đọc một bài thơ suông hoặc là đoạn văn suông thì các em sẽ khó tiếp thu hơn nếu như được nghe hát nhạc, hát thơ, và tạo điều kiện cho các học sinh lớp 1 thuộc thêm một số cái bài hát dân ca. Bởi vì như hiện nay thì em thấy học sinh em là các em ít có thuộc bài hát của lứa tuổi thiếu nhi mà hay bắt chước người lớn hát những cái bài hát không phù hợp với lứa tuổi. Thì nếu như hát thơ được vận dụng vào việc dạy văn vần ở lớp 1 thì các em sẽ thích thú, và giáo viên dạy lớp các em cũng rất thích. Nhưng theo em nghĩ là em có đề nghị là với đề tài hát thơ vận dụng vào việc dạy văn vần thì nên mở rộng ở cấp tiểu học, và nói riêng là lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 chứ không chỉ riêng lớp 1. Bởi vì theo em nghĩ là từ lớp 2 đến lớp 5 lớp nào cũng là được học tiếng Việt, cũng có những bài thơ, những bài văn sao, cho nên nên mở rộng ở các khối lớp. Và một điều em lo lắng là nếu như vận dụng hát thơ vào việc dạy thì chắc là các em sẽ được nghe băng hay là xem video, chứ không phải giáo viên nào cũng có khả năng truyền thụ những cái bài hát đó. Em cũng hơi lo lắng vấn đề này, và việc em cũng nhất trí với việc tận dụng cái việc hát thơ vào việc dạy văn học. Để em xin thầy. Cảm ơn thầy. Chúng tôi là tập đề bài đọc, tôi xin một số người xét từ những bài chứng minh cũng đã đến với các bộ cảnh là những nhà lớp để được thực hiện những chương trình về chương trình lớp 1 hay là chương trình lớp 1 nói chung. Thì tôi nói là tôi cứ mỗi một đề tài cho tiểu học thì tôi rất là vui mừng, bởi vì chúng ta đang đóng góp cho các trường tiểu học, các thầy cô, các phương tiện để mà dạy tốt hơn. Cho nên đề tài nào mà về tiểu học thì cũng trân trọng đón nhận và cũng rất là hào hứng để có ý kiến là cho nó tốt hơn.
tôi nghĩ rằng chị mình cũng nên tham mưu với thành phố rằng là cứ mỗi học sinh tiểu học đó thì được một đô la một năm thì nó cũng vào một đô la thôi. Chúng ta có 450.000 học sinh thì một năm này cung cấp 45.000 cho thành phố là 450.000 đô la. Một đô la thì bốn người nghe lớn tỉnh là mỗi em mới trên 1 đô la. Một đô la đó để phát triển cho nghiên cứu khoa học về trẻ về tiểu học thì tôi tin chắc rằng chúng ta cũng kịp cái nước mình mà. Cái hiện nay thì cũng ít lắm, cho nên là theo tôi đề tài mà một số bậc tiểu học ở lớp 1 thế này mà có 200 triệu thì tôi ít, 200 ít, cho nên là chắc là chuyện biến nghị dùng. Đó là cái sự kinh động của chúng tôi đối với các công trình nghiên cứu khoa học về tiểu học. Và trên một số nhận xét thì tôi sẽ ký sau đây họ đó. Tôi nghĩ là cái đề tài để đóng góp cho cái phương pháp dạy tiếng Việt là tiếng phong phú và việc tổ chức học tập văn vần các bạn đều sẽ tạo cho phong phú học sinh giúp các em tiếp thu tốt các bài học học tập. Tuy nhiên thì về cái bản nguyên thì tôi nghĩ một số nhận xét bổ sung cho đây ở mục 1 đó cái mục tiêu đề tài thì mục tiêu mà đề ra thì tôi cho rằng đối với một quá rộng lớn chưa bám sát yêu cầu thực hiện nội dung của lớp 1 theo công văn số 7299 của Bộ Giáo dục Đào tạo của chúng ta. Ví dụ như là nói là chống nhân hóa ngoại lai ở lớp 1. Ở lớp 1 chống ngoại lai thì tôi nghĩ rằng là chưa cụ thể rõ ràng mức độ ảnh hưởng nhân hóa ngoại lai trong lĩnh vực âm nhạc ở lớp tuổi này cần phải xác định đầy đủ hơn. Và tôi cũng xin về mặt âm nhạc á, mà đề tài này tôi rất mừng mà tôi cũng xin báo cáo rằng là tôi vẫn băn khoăn là khi mà tôi đến thăm một số trường ở Malaysia, Singapore đó và đặc biệt ở Thái Lan và Chiang Mai đó thì mình để ngựa xem qua nhưng mà cũng hết sức lưu ý về bản sắc dân tộc thì tôi nhận thấy như thế này. Một là ở các trường đi học của Chiang Mai không có cái đàn piano mà trường nào cũng có một cái phòng nhạc cụ dân tộc đầy đủ nhạc cụ dân tộc. Tôi có hỏi hiệu trưởng nói rằng là chỉ cần các em đến cái phòng này các em nhìn cái nhạc cụ này rồi mời nghệ nhân trong làng đến thì hôm sau các em sẽ trở vô phòng này, các em thấy cái đàn này là nó kêu phía này, lại kêu phía kia và các em bắt đầu chú ý đến làn điệu. Chứ các em chưa tiếp xúc với đàn điệu đâu. Và tôi cho đàn điệu đó rất là hay và chúng tôi cũng dự một cái buổi liên quan văn nghệ của một trường tiểu học kêu lại cái đoàn đó là hát một em thì đàn cò, đàn kêu đàn thì con em trên tàu hát trên tàu. Nó rất tươi hào điều đó chứ không có thắt nơ rồi bạn hát nhạc rồi nhún nhảy như là ở cái học mình đâu. Thì đó là bản sắc dân tộc ở Thái rất rõ điều đó. Và tôi về Việt Nam tôi có đi thăm các trường tiểu học mà đặc biệt ở trên nhạc tôi hỏi cô kể tôi một số nhạc cụ dân tộc của miền Nam, miền Bắc, miền Trung thì nhiều giáo viên không trả lời, không biết không nhớ được bao nhiêu nhạc cụ dân tộc của Việt Nam mình. Đấy. Thì bây giờ chúng ta nói đến làn điệu dân ca, làn điệu gì mà chính nhạc cụ giáo viên còn chưa thuộc nữa thì tôi e là cái bản sắc dân tộc mình nó không rõ ràng. Đấy. Thì sao chống ngoại lai được? Đấy, thì điều đó tôi nghĩ rằng là cái nếu là ở đây là những nhà khoa học về âm nhạc tôi nghĩ là nếu mà mình giáo dục mình chú ý điều đó. Đấy. Và cũng như các vị vừa nói rằng là chúng ta cũng phải làm sao thấy rõ ràng giữa cái khán giả và cái môn âm nhạc ở trong trường trong lớp để cái ranh giới này nó phải rõ ràng. Tôi đồng ý với hai cô này nè, bởi vì khi chúng ta đưa ra làn điệu á thì chúng ta cái âm không rõ, trong khi đó á thì cái văn bản mà tôi vừa nói đó, tức là văn bản 7299 đó, thì khi mà hướng dẫn phương pháp dạy học nó quy định rõ như thế này. Tức là vấn đề lưu ý trong phương pháp dạy tiếng Việt lớp 1 là giáo viên phải biết sử dụng linh hoạt đúng lúc, đúng độ các phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học khác nhau. Việc sử dụng các phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học cần theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh, tăng cường luyện tập, thực hành để phát triển các kỹ năng nghe nói đọc viết nhằm nhanh chóng đạt được yêu cầu đọc trơn tiếng từ ngữ viết đúng một chữ tiếng tới viết đại việt nhanh dần. Trong đó đó thì học sinh phải phát âm rõ chứ là không phải khi là ở lớp 1 mà chúng ta làn điệu thì đúng như tôi nói bây giờ nó kia nhưng mà cái này khi nó học là tiếng kia đấy nhưng mà do cái làn điệu bắt buộc thì có cái kia thôi mà đó lớp 1 điều đó này là cái này. Cho nên là chúng tôi cũng nghiêm cái đề nghị là nhóm đề tài phải nghiên cứu thêm cái đề này. Thế nhưng khi chúng ta muốn đạt được mục đích này thì cái mục đích lớn hơn, mục đích cái yêu cầu chính của dạy tiếng Việt ở lớp 1 thì phải làm nào, nếu không thì rất là khó thực hiện. Thứ hai đó trong cái chứng minh đó thì tình hình nghiên cứu trong nước thì tôi nhận thấy rằng là
chủ yếu là dựa vào cái tài liệu là cái kỹ yếu ngoại thảo của một đề tài khác. Đấy, thì từng trải nghiệm trước học thì tôi cho rằng là như vậy là chưa đầy đủ, bởi vì đó là một kỹ yếu ngoại thảo khoa học là đặt ra những vấn đề chứ chưa phải là những giải quyết vấn đề mà chúng ta thống nhất. Cho nên chúng ta không coi cái đó là cái chủ dựa để chúng ta làm một cái đề tài của khoa học này. Ở phần 11, nội dung nghiên cứu đó, cái cụm từ cơ sở văn hóa của mỗi bài thì tôi không hiểu cơ sở văn hóa của mỗi bài là như thế nào, tại vì những bài văn khoa được chọn trong cái chương trình giảng dạy các em đều có cơ sở văn hóa cả, nhưng mà văn hóa gì thì cụm từ này rất là mơ hồ trong một đề tài lớn mà chúng ta đưa cụm từ này chúng ta là chưa có thuyết minh được, gọi là thuyết minh nhưng mà làm cho người đọc cũng hiểu được mà cái ý của cái cụm từ cơ sở văn hóa của bài là gì. Cho nên vì vậy đó, về cái phần thứ ba đó là tôi đề nghị rằng trong cái công tác nghiên cứu thì chúng ta sẽ bổ sung thêm các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình lớp 1, và trên cái nền văn bản hướng dẫn đó thì chúng ta làm thực hiện tốt cái yêu cầu, chứ không phải chúng ta tách ra để thực hiện tốt cái việc mà âm nhạc ở hay là dạy hát, mà chính cái đề tài này nó làm cho việc dạy tiếng họ tiếng Việt lớp 1 nó tốt hơn, chứ không người ta cảm thấy là chúng ta hoàn toàn tách bạch ra việc thực hiện chương trình lớp 1 trong môn tiếng Việt lớp 1 với cái đề này, và điều đó thì trong cái quản lý chung là không được. Chúng tôi đề nghị là phải nghiên cứu một số cái vấn đề này. Thứ tư là về đảm bảo 20 giáo án để trên cơ sở quy định về chuyên môn. Đấy, ví dụ như là chúng tôi cũng đề nghị đồng ý rằng là chúng ta phải sử dụng linh hoạt đúng lúc đúng chỗ các phương pháp, và trong cái yêu cầu là đúng lúc đúng chỗ thì cái giáo án nó phải lúc nào sau khi các em được học xong hết cái bài học môn bài đó rồi, em hiểu rồi thì các em cho hát. Chứ nếu không thì chúng ta dễ nhầm lẫn mình mới vô tiết một, tiết đầu tiên thì cô giáo mở băng cho các em nghe những cái làn điệu bài ông bà này rồi thì trẻ con rất mau thuộc, nhưng mà quá trình phân tích ngữ âm nhân dân thì các em sẽ lơ là, bởi vì các em đã thuộc những làn điệu này rồi. Thì quy trình ngược thì nó lại có tác dụng khác đi trong một tiết dạy. Hết sức là nghiên cứu vấn đề này trong khi chúng ta thực hiện cái giáo án mà hát thơ. Về cộng tác viên đó, thì chúng tôi nhận thấy rằng cộng tác viên của cái nhóm nghiên cứu đề tài hết sức là phong phú, nhiều vị có kinh nghiệm nhân dân, nhưng mà riêng cái tiểu học lớp 1 á thì đòi hỏi một cái phải có tay nghề, phải có hiểu biết, cho nên tôi nghĩ rằng là vậy tôi nên bổ sung một cái cán bộ chuyên môn hoặc là ở tiểu học thì có thể là bao quát chương trình là có thể hiểu được, nhất là các bộ chuyên môn và phòng giáo dục mà chỉ đạo về các môn nghệ thuật, thì gì đó nó sẽ giúp được cho cái nhóm nghiên cứu nhiều hơn. Chứ còn về lĩnh vực khoa học, về kiến thức âm nhạc, về mọi kiến thức khác thì chúng tôi tin tưởng vào những nghiên cứu này, nhưng mà đi học có những cái chi li, những cái nó rất là cụ thể thì đòi hỏi phải có kinh nghiệm và phải có tay nghề đi học, tôi đề nghị như vậy. Và cuối cùng đó thì chúng tôi cũng đề nghị rằng là giống như các cái anh chị trước đây đó là không dừng lại ở lớp 1, mà nếu ở lớp 1 thì chỉ là thực hiện được ở học kỳ 2 thôi, chứ học kỳ 1 thì cũng chưa thực hiện được. Vậy học kỳ 1 các em mới bắt đầu tiếp xúc với âm với vần. Đấy, khi các em sang phần tập đọc thì đúng rồi, thì bằng thì đây là, nhưng mà ở lớp 1 vẫn có những cái bài câu ứng dụng là cơ lục bát. Đấy, cho nên chúng tôi cũng đề nghị rằng là phải hạn chế ở cái học kỳ 2. Và có đơn trang đề tài chúng ta đó thì chúng ta cũng nãy như anh bác hai là chúng ta chọn một số bài lớp 1, chứ không tất cả những cái bài thơ đều chúng ta đưa ra làm việc hết. Thì đó là một số ý kiến chúng tôi đề nghị anh những đề tài chúng tôi đề nghị. Quan trọng nhất tôi có cái câu hỏi như này, tức là tại sao ban chủ nhiệm đề tài lại chọn là bắt đầu bằng lớp 1? Phải chăng là vì mới lớp 1 mới coi như đại trà trong cái thời gian vừa qua, có đúng như vậy hay không? Mà theo ý kiến của các thầy cô thì thấy là nên là cấp 1, thì cái này thì cũng nửa ban chủ nhiệm đề tài sẽ trả lời chứ đừng mà đồng nghiệp không áp đặt. Cái thứ hai nữa là trong các cái trình bày thì có phần gọi là so sánh giữa cái lớp thực hiện và lớp tổ chức, thì tôi muốn hỏi cái mục tiêu của so sánh này là cái gì, cái mục tiêu để cái so sánh đó là cái gì, bởi vì mỗi cái so sánh nó có mục đích gì đó. Và
Và nếu cái này thì thành công thì tôi nghĩ rằng hát thơ có thành công hay không thì tôi nghĩ là thành công. Tôi nghĩ chắc chắn là thành công, chỉ có điều là nó phục vụ cái gì cho trong cái vấn đề dạy học của học sinh. Cái bộ sách hát thơ thì tôi nghĩ thành công. Vì thực tế vẫn là thành công, vẫn có một câu lạc bộ hát thơ hay nọ, mọi người vẫn yêu âm nhạc. Và một cái thông tin nữa là cái vấn đề âm nhạc dân tộc. Và như thầy Điệp có phát biểu thì cách đây khoảng 20 năm có cái đề tài của giáo sư Lưu Đức Phước và đưa âm nhạc, nghiên cứu đưa âm nhạc dân tộc vào mẫu giáo và cấp 1. Thì cái thời đó cái kinh phí khó khăn, là nó làm xong thì cũng không có kinh phí để dùng để tràn. Thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng nghe được cái tin là thầy Nguyễn Hữu Dân là nguyên hiệu trưởng trường Thiên Lê Hồng Phong nghỉ hưu thì có xin được cái nguồn kinh phí ở đâu đó và cái phối hợp với lại giáo sư Lưu Đức Phước thì sẽ áp dụng cái đó. Mà hiện tại còn mọi điều kiện thì không biết là áp dụng ở đâu hay là ngoại khóa hay như thế nào thì chưa có cái thông tin. Trong cái mục tiêu của đề tài thì như thầy Bắc nói thì tôi cũng thấy như vậy, tức là ở đây tôi cũng tăng gần ba cái, ở đây có ba cái chấm, nhưng thực ra nó là bổ sung một cái hình thức học dạy và học tập, tức là dạy và học mới. Rồi riêng trong cái phần kinh phí mà diễn giải thì từng tôi không hiểu ý đồ đề tài cho nên là không được. Với kinh phí mà chọn 65 bài ở đây, trong trong này có nói là chọn 65 bài rồi rút ra là sẽ 20 bài mẫu thì cái kinh phí 200 thì nó mà cần. Và trong cái diễn giải mà không có ra được thì nó cũng không được gì. À, cái này có lẽ sau này nếu như là được gì thì bao nhiêu người ta sẽ ra với chúng tôi để xem cái trình bày cho nó rõ ràng hơn. Vì trong này có nhiều một đọc tôi không hiểu nó là cái gì cả. Cho nên là tôi thì con tôi á thì học cái chương trình này đến nay là coi như tốt nghiệp nguyên cái chương trình năm 2000. Cho nên nếu mà ngay từ đầu mà đưa cái hát thơ vào ngay từ đầu lớp 1 thì thấy về cái yêu cầu thì tôi cũng chưa chắc là hay bằng là bắt đầu những các cái lớp sau. Thì hỏi câu đầu tiên là tại sao chọn lớp 1 thì cũng có thể là tại vì cái lớp 1 nó có ứng dụng đây hay là lý do nào đó thì chúng ta cũng như được trả lời. Báo cáo với các anh chị thế này, tức là nghiên cứu những cái phần chuẩn bị của cái nhóm đề tài thì tôi rất là nhất trí với các anh chị trong thành viên hội đồng, tức là thấy là chuẩn bị rất là kỹ, rất là công phu và trách nhiệm. Cái đó thì là thể hiện cái bước đầu là sẽ nghiên cứu sắp đầy đủ theo cái yêu cầu của nhà nước, của Sở Công nghệ Môi trường. Cái thứ hai là lực lượng mà tham gia thì tôi thấy là cũng rất là quy mô, tức là có người cũng lâu năm, các bậc tiền bối cũng nhiều thế hệ, và kể cả những anh chị mà mới tham gia thì cũng rất là phong phú. Cho nên hai cái thế mạnh này tôi nghĩ là tôi cũng ủng hộ như các anh chị khi nãy giờ phát biểu là, tức là cái đề tài này phải được nghiên cứu. Thế nhưng mà nghiên cứu như thế nào để khả thi thì chúng ta cần phải bàn luận để thống nhất với nhau. Khi nghiên cứu thì nó phải có cái kết quả để mình sử dụng trong thực tiễn. Thì theo tôi đó thì tôi rất là nhất trí với thạc sĩ Nguyễn Đức Bắc. Tức là Bắc đã nhận xét cái này rất là đúng rồi đó. Và sau này thì anh Điền cũng có nói. Nói như chị Bình thì chắc chắn là hát thơ sẽ thành công thôi. Nhưng mà có khi thành công hát thơ thôi chứ tiếng Việt nó không thành. Thì cái đó là rất là nguy. Tại vì á, theo như cái đề tài nêu á, là hát thơ là một phương tiện để dạy tiếng Việt. Nhưng mà chúng ta thừa biết rằng là bản thân của hát thơ nó cũng là một nội dung chứ không phải chỉ là một phương tiện. Mà để là tiến sĩ Kha có nói xong rồi chị lại nói là cái này phần nhỏ thôi không ảnh hưởng gì nhưng mà nó lại rất là quan trọng. Cho nên tôi lại suy nghĩ một ý như thế này mình không biết được đâu. Tức là mình dạy tiếng Việt vẫn theo cái quy trình mà thầy Bắc cho rằng đó là trường quy đó. Còn thầy Điệp thì nói là cái chỉ đạo của Bộ.
vẫn vậy. Còn cái chuyện hát thơ này đó là mình có thể biến nó thành những cái tiết dạy ngoại khóa. Mà báo với các anh chị rằng là nhà trường tiểu học thành phố này theo chỉ tiêu đó, đến năm 2005 là thành phố ta tất cả phải học hai buổi ngày. Mà hiện nay là 47%. Thì mình có thể đưa nó ra thành một cái phương tiện để dạy tiếng Việt thông qua cái hình thức hát thơ, nhưng mà nó ngoài cái giờ tiếng Việt chính thôi. Chứ tôi rất là lo là nhiều khi nó sẽ lạm cộng trong cái tiếng Việt. Và ngay từ lớp 1 là nó cũng rất là lúc tốt. Mà nãy cô Lan ở trường tiểu học hiện phát hiện rất là chính xác. Nếu mà như mình thầy cô giáo là chưa biết hát cái gì à, ở đây là chỉ có những cái những thầy cô giáo mà đã lâu năm đã tâm huyết trong ngành rồi. Chứ nói vậy chứ bây giờ giáo viên tiếng Việt ấy, ngay cả đi học cái chương trình mới này để dạy là họ cũng đã bị quá tải. Hồi trước là nói không, bây giờ vừa nói vừa làm, dạy đổi mới thì mình ta rất là lúng túng và nó chưa ổn định thành một cái nền nếp để mình đưa vô một kiểu khác nữa. Thì tôi thấy cũng rất là rõ. À, do đó cho nên là tôi xin kiến nghị vậy đó, để coi thử cái nhóm tác giả thì mình sẽ suy nghĩ để giải quyết như thế nào cộng với những cái ý kiến mà các thành viên khác đã đề cập trước đây. Thì không biết là bây giờ mình có nghĩ giải lao một chút không hay là trả lời luôn. Thì là mới phục của cái việc kiến thầy Pháp như là thầy Minh các thầy khác ở chỗ khác quốc tế đó, tức là ngay cả cái đề tài cũng như là cái mục tiêu của đề tài làm sao mà nó sát cái mục tiêu của cái mục tiêu này. Nếu mình xa rời cái mục tiêu của buôn tiếng Việt thì có khi nó rất hay nhưng mà cũng có mục đích cho buôn tiếng Việt và đó cái công trình của mình nó sẽ bị lãng phí. Tôi rất là phải nói là rất quý trọng tất cả những kiến đó. Thế thì trước đây thì chúng tôi cũng có bàn kỹ về những cái đó, về những cái hướng đó. Nhưng mà hôm nay thì nó tất cả mọi thành viên có mặt ở đây thì phải nói rằng là có thể dễ thống nhất với ý kiến của những người. Thì thứ nhất là cái tên của cái đề tài thì chúng tôi thay vì sử dụng là một cái hình thức tổ chức dạy học cái văn bằng của môn tiếng Việt lớp 1 đó, thì cái đó thì đúng là nó nếu mà cho phép chúng tôi sử dụng cái đó cũng tốt, nhưng mà sở dĩ đó là chúng tôi chọn cái phương tiện đó thì nó thấp hơn một chút. Và khi nói đến phương tiện tức là cái định nghĩa phương tiện tức là cái gì mà giúp cho đạt cái mục tiêu, tất cả cái gì mà đạt cái mục tiêu có thể giúp cho đạt mục tiêu đó là mình sử dụng cái phương tiện, không phải chỉ là chỉ máy móc và thôi. Thế nhưng mà thường thường người ta nói là phương tiện là máy móc. Thế nhưng mà nếu mà hiểu ngay cái phương tiện là một cái máy móc thì một cách đơn giản như thế đó thì cũng thể hiện một cái sự khiêm tốn cái bước ban đầu của chúng tôi. Là bởi vì nhiều khi mình đưa ra một cái hình thức đại học nào đó nhiều khi thì khó chấp nhận. Bảo là cái gì mà đòi là một cái đưa ra một cái hình thức tổ chức dạy học sợ như vậy. Cái nền phương tiện thì ai muốn sử dụng thì sử dụng, ai muốn dùng thì dùng, ai muốn làm thì làm, không làm thì không ảnh hưởng gì đến cái cách dạy học của cái người ngang này. Mà tôi muốn là khiêm tốn một chút. Thế nhưng mà nếu mà cái nội dung quan trọng là cái nội dung, chúng tôi không phải chỉ dừng lại là đưa cái sản phẩm là cốt băng. Nếu thì sử dụng được cốt băng không đó thì đúng là hoàn toàn là phương tiện. Nhưng mà cái băng đó để có cách sử dụng như thế nào, để cái phương pháp thế nào để dùng để đạt cái mục tiêu thì cái đó nó bao trùm hơn đấy.
thì nếu mà hội đồng thấy rằng là chúng tôi có thể thay đổi như ý của thầy Thiều Thầy Bắc đó, thì chúng tôi chắc chắn không có gì cả. Nhưng mà nếu mà dùng cái phương tiện thì tôi nghĩ là nó không sai, nó không sai về cái kết cấu của chúng tôi mà, để nó cũng không sai. Đó. Và cái tại sao mà chúng tôi lại chọn lớp một? Nãy là chị Bình có hỏi là tại sao mà chọn lớp một, không nói là tiểu học, thì đúng rằng là chúng tôi nghĩ là nếu mà tiểu học thì không phải một năm nữa. Tiểu học là chúng tôi phải 5 năm. Nếu mà làm tiểu học đó là chúng tôi phải làm đến 5 năm cơ. Nhưng mà bây giờ như thì ai nói là vấn đề đây là nước sôi lửa bỏng ngầm, tức là nói là chúng ta phải gấp gáp đi. Tôi xin nói thêm thế này này, nếu mà cái môn âm nhạc đó thì dĩ nhiên là rất hay để em hát thơ lớp 1, có phải cái hát nhạc lớp 1 đó, thì cái đó là hay rồi. Nhưng mà theo tôi nếu mà hát nhạc mà lớp 1 đó mà dùng là những cái làn điệu dân ca ca cổ đó thì không nhanh như mà hát. Nghĩa là bởi vì toàn bộ đất nước chúng ta, ngay cả viện nghiên cứu cũng như là nhạc viện có vậy, hay là trường sư phạm nó có đào tạo giáo viên hay là người mà về dân tộc, về nhạc dân tộc đâu, phải nửa thế kỷ nữa chưa chắc, nửa thế kỷ chưa chắc mà ra hoàn chỉnh để ta đem vào âm nhạc truyền thống vào từ lớp một đến tiểu học. Nhưng mà cái cách của chúng tôi là theo cách dân gian. Dân gian thì bản thân dân gian thì ông cha chúng mình đã từng đem những cái làn điệu dân ca quá dễ, và tôi thấy ở trường nào ở đâu cũng vậy, ai cũng có khả năng, ai cũng có khả năng hát. Nhưng mà ở đây ấy, chúng tôi không có phòng tất cả các giáo viên lớp một là hát đâu không có, mà chúng tôi có cái phương pháp, cái băng từ đó hoặc là phim cassette, rồi là những cái hình thức khác nữa để cho các giáo viên sử dụng. Giáo viên không biết hát thì vẫn có thể sử dụng ý tưởng, và cái đó gọi là phương tiện, cách thì cái phương tiện đó. Và cho đến cái người mà hát hay đó thì hay là càng tốt nữa, khi dạy cái được sử dụng cái phương tiện này càng hay nữa. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi rất là quan tâm đến cái đặc trưng của mỗi kiểu. Vì vậy như cô Nguyệt đó là trong cái ban đề tài của cái bản rất kỹ đó. Cô Nguyệt đã từng dạy ở lớp 1, và cô lớp 1 đó thì trong cái nhiều bước của cái dạy cái môn tiếng Việt lớp 1 ít ra có 4-5 phút là trò chơi của cái môn tiếng Việt. Và 5 phút trò chơi đó thì chúng tôi mở sử dụng chúng tôi chỉ có 4 phút thôi. Có khi là đeo hát thơ có 4 phút thôi ạ. Mà cái 4 phút đó là có khi là hoặc là các em nghe, hoặc là các em sau khi nghe xong các em có thể là có những cái không cần nghe nữa, những cái bài dùng bài khác không cần nghe nữa. Mà trong cái trò chơi đó thì yêu cầu là những em nào bởi vì phát huy cái sáng tạo và cái chủ động của học trò, và cho nên là yêu cầu là học sinh có thể là tự xem là ba má em nghe ba má hát thế nào nhé, cái bài này, cái thơ này có thể hát thành cái bài nào đó, biết đâu là nó lại hát thì sao, và nó phát huy đến tối đa, hoặc là một nhóm hoặc là cái sinh hoạt làm sao về phương pháp. Thì cái vì vậy cho nên là cô Phương là người mà giảng dạy về phương pháp tiếng Việt của các đảng sư phạm đó đã nắm rất vững khi sử dụng cái phương pháp ra sao đó, và chúng tôi phải nhờ. Và cái đó thì bây giờ mới biết hình thành cái hình thức dạy học như thế nào. Và cái đó thì từ đây mình tôi rất là thông cảm với ý của anh là bảo rằng là nên là hay là ngoại khóa. Thực ra thì chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nếu mà ngoại khóa không đó, thì cái tác dụng của hát thơ không có là bao đâu. Bởi vì dành cho là nghe chính khóa hát có được 4-5 phút mà không lo là cái các cô nói rằng là không lo là đó là nó hỏng cái môn tiếng Việt, bởi vì đang được kia thì kia. Nhưng mà thế này, bởi vì hát thơ nó khác với hát dân ca. Hát thơ là phải hát cho nó tròn vành rõ chữ, nó y như cái lời nói. Thường là hát nói là hát khi nói, hát nói là mình thức phải tròn vành rõ chữ, không được sai chữ nào vậy. Và cái đó là chúng tôi phải lựa chọn những cái nội dung nào, làn điệu nào để không sai. Và chúng tôi để ý đến vấn đề là kiểu mà phát âm chuẩn, nghĩa là phát âm chuẩn của tiếng Việt đó là khắp trong mọi miền. Và chúng tôi định cái đó. Nhưng mà phải nói rằng là chúng tôi rất là cẩn trọng. Hồi đầu có thể là chúng tôi có nhiều người ôm đồm, thích là ngay ở lớp 1 có thể là rất nhiều điều. Thế mà sau cái hội nghị này chúng tôi rất cẩn trọng hơn,
để làm việc nào chắc làm điều đó không có sai sai, nhất là cái sai cái mục tiêu của quân chính trị. Cái mục tiêu thì tôi đồng ý là cái thứ một là kỹ năng đọc, thứ hai là kỹ năng nghe. Thầy Bắc có nói thì sai cái đó, bởi vì nếu mình làm cuối cùng kỹ năng đọc nó hỏng hay kỹ năng nó hỏng thì dù mình có hay với mấy đấy, thì là nó là phương tiện tội, nó là phương tiện tội. Cho nên là tôi khi trong quá trình nữa thì sẽ cố gắng để đáp ứng những yêu cầu của hội đồng. Vì vậy thì cái tên của đề tài đó, tên đó có thể là về tôn cú đấy, về cái ngữ văn thì có thể mình chỉnh lại một chút để chúng tôi có thể là trao đổi để cuối cùng hát thơ nó là gì, một hình thức tổ chức dạy học môn văn vần lớp một vân vân, cái gì có thể là chỉnh hơn thì chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp thu tí nữa thì hội đồng tìm theo hội đồng đó thì chúng tôi sẽ có cái đó. Thứ hai là với vấn đề cái phương pháp, cái phương pháp này tôi nói là phương pháp mà nó khó mà. Cho nên là ngay trong cái phương pháp trong cái nhóm của chúng tôi đó, không phải là ai cũng nắm hoàn toàn cái phương pháp thử nghiệm rồi. Khi chúng tôi nói đến phương pháp thử nghiệm đó là chúng ta bao gồm tất cả nhiều. Khi mà thử nghiệm đó sử dụng một cái thử nghiệm này và cái đối chứng này thì trong đó là sử dụng rất nhiều kết hợp với phương pháp. Phương pháp tư duy nói chung, phân tích, so sánh, tổng hợp, vân vân, tất cả đó là sử dụng hết chứ không phải chỉ dùng cái so sánh mà thôi ạ. Vì vậy cho nên là ngay khi mà thuyết minh cái đó là tôi chỉ nói là phương pháp thực nghiệm thôi. Giáo dục, bởi vì tôi là người học là phương pháp giáo dục rồi, thế nào nghiên cứu giáo dục rồi. Nhưng mà trong đó thì khi mà Evo cứ thêm, mà khi thêm cuối cùng lại không đủ, hay là thiếu, hay là có người thắc mắc vân vân. Thì cái tiêu chí là cái mình phương pháp như thế nào, tôi là người nắm về cái vấn đề đó để có thể là làm cho nó tốt. Thế bây giờ một cái ý nữa là về cái lực lượng và cán bộ đó thì tôi cũng nhất trí về cái hướng là ngoài cái cô Việt Nam thì ở sở thì là các anh Tuấn bây giờ phải tăng cường những người đó, là coi như là chỉ đạo cái bộ môn bằng tiểu học và học đại học, thì tôi đồng ý là có thể thêm tăng cường như thế. Mà có thể nhân sự có thể là trong quá trình có thể là sẽ bổ sung sau, nhất là cái ý kiến của cái người đây coi Tuấn đây là người trong ban chủ nhiệm đó thì cũng bây giờ sẽ thực hiện triển khai sau. Tôi cũng thấy rằng là một cái nữa đó là cái ý nhỏ đó, ví dụ như cái nhỏ chẳng hạn như là cái cơ sở văn hóa của một cái bài thơ mà thực ra cũng là cái to nói được cái lớn rồi, nhưng mà thực ra thế này tức là mỗi một cái bài thơ đó thì nằm trong một cái khung cảnh nào, nó có cái nội dung đó và cái hoàn cảnh cái tất cả cái hoàn cảnh đó thì cái hoàn cảnh trong đó là có thể những hoàn cảnh về địa phương thế nào, về ngôn ngữ thế nào, về tất cả các tập thế nào đó thì người ta cũng phải nghiên cứu để làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như đây là một cái nội dung của nó là ở miền Bắc chẳng hạn. Thế bây giờ mình làm đó, thì nếu mà làm mà lại không đúng ấy, thì có khi là nó không hay lắm. Cho nên thực ra thì nói là bao quát, nói khái quát lớn như vậy là thế, nhưng mà nó có một số ý và nó cần tới những người mà chuyên môn đó để mà lựa chọn cái nội dung nào để, của thơ nào để nó phù hợp với cái làn điệu nào, là điều là cho nó thích hợp. Đang là cái nội dung mà vui, thành công mà là điều mà buồn, thì cái cơ sở trong đó nó có cái gì mà nó phù hợp với cái cuộc sống như thế nào đó thì cũng cần tính cái quan điểm cả. Tôi còn những cái vấn đề là mình một số bài như thế nào á, như là thầy Bắc có đặt ra mà thì chúng tôi có nghiên cứu được. Thực ra thì ngay cả cái kịch bản chúng tôi cũng có phân tích rằng là một cái thơ nó mà mấy chữ và như ba chữ có bốn bài, bốn chữ có mười một chín bài, năm chữ vân vân, sáu chữ bảy chữ một bát tôi tự do vân vân, chúng tôi có thống kê hết tất cả này. Và mỗi một cái thơ đó là có một cách hát khác nhau, không cứ là phải là hát là dân ca cả đâu, tinh thần cái làm việc này
thì cái này thì theo tôi đấy, về mặt nghiên cứu thì chúng tôi sẽ nghiên cứu hết. Và nhưng mà khi mà để cho cái cốt băng để thực dụng đấy, thực hành để cho các thầy các giáo các thầy giáo cô giáo mà sử dụng đó thì chúng tôi cũng phải có suy nghĩ. Và tôi nghĩ rằng là làm cái này đó mà bắt đầu từ cấp bộ là cái lớp mà học đầu hết sức khó lắm. Cho nên ở nước ngoài đã phải có tiến sĩ mẫu giáo, tiến sĩ tiểu học, và cái mẫu giáo là cực kỳ khó, nhưng mà đến lớp 1 lại cực kỳ khó nữa. Và giải quyết được cái khó nhất đấy thì lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 lại càng dễ. Chúng tôi nếu phải đi nghiên cứu đi sâu vào một lớp thôi mà để thời gian là một năm, nếu có thể không đủ giờ thì xin thêm, nhưng mà để một năm thôi, bởi vì như thể Mai nói là 5 năm là quá đáng. Bởi vì tôi đi lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 5 thì đến 5 năm là thầy Mai bảo quá đáng. Thì biết đâu rằng là đến khi lớp 1 mà thành công nữa thì lớp 2 chúng tôi có thể một năm, mà lớp 3, lớp 4 có thể một năm, có thể vài lớp nữa. Thì như vậy có thể là cố gắng làm sao có thể 3 năm nếu mà cái đề tài mà lớp 1 mà thành công. Khi lớp 1 mà thành công nữa thì lớp sau chúng tôi không sợ. Ngay cả lớp 12 đó là chúng tôi không sợ, bởi vì lớp 12 là cái khả năng tiếp thu của em đấy về bằng sư phạm đó là không đáng ngại. Vì vậy cho nên là chúng tôi nói hay rằng là đem việc hát chầu văn vào lớp 12, hát lý, hát họ vào lớp 12 đó, nhưng vào lớp 1 cực kỳ khó. Thế thì đấy một số ý từ là sau đó là cô thì với tất cả các quý vị trong hội đồng. Và cuối cùng thế nào cũng mời giáo sư Ngô Thế Hy có ý kiến. Tôi xin được bổ sung một số ý kiến xung quanh những ý kiến của các vị. Tiếp theo lời các vị của thầy nhà đến đề này đề tài này, và chúng tôi mừng lắm, và tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều điều kiện mà chúng ta còn và các vị còn sẽ bổ sung giúp chúng tôi nhiều hơn nữa. Bởi vì mỗi lời nói của các vị là một suy nghĩ và chúng tôi có sức mạnh đỡ cùng kéo theo cái thành viên này. Và thêm nữa, đây là một vấn đề mới và nó bắt đầu. Thật ra ý tưởng chúng tôi lớn, nhưng mà chúng tôi sẽ làm bằng cách muốn làm cái lớn thì chúng tôi sẽ đi từ cái nhỏ, cái cụ thể và sẽ khảo sát hết sức kỹ lưỡng. Chứ còn nếu mà nói ra thì chúng tôi cứ tưởng rằng là cái chuyện này như vậy, nhưng mà khi tất cả các thành viên ngồi bàn lại và đã hơn một năm chúng tôi khảo sát môi trường thì chúng tôi thấy quả là một vấn đề rất rất nhỏ nhưng mà lại là làm việc khó, và là một cái gì đó hãy cụ thể, nhất là bắt đầu từ lớp một. Để nói đến cái hát từ lớp một, chúng tôi xin nói sơ qua về khái niệm hát hơn và xin lấy ngắn hơn trả lời cái băn khoăn của cô Lan. Và băn khoăn của Lan cũng chính là cái chủ yếu mà chúng ta quan tâm, đó là gì? Hát thơ ở đây là gì? Là chủ yếu trên bài thơ đem nhạc nhất văn, đem nhạc nhất thơ để nói lên cái tính nghệ thuật. Và như vậy thì hát thơ nó có cái hình thức nào? Hình thức thứ nhất là đọc. Như này các vị các bạn nhau đọc đúng không? Đọc cũng là thể hiện cái tính nhạc trong thơ ấy. Trong đàn gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chanh nhụy và chúng ta cách có thể thiệt. Thế nào mà nghe tiếng nhạc mà nó thật ra thì người Việt chúng ta nói lên là thấy nhạc rồi. Ví dụ như là đây sông kênh đây đi cương thông cổ đây xa trường đây năm hổ trời năm đây dòng sông dòng hổ Việt còn không vân vân. Tất cả những cái ngày xưa chúng ta nghe mà từ lớp một thôi thầy dạy chúng ta hoạt động không thấy. San mi san do san mi san do hát tất cả nguyên giờ. Và chúng tôi cảm thấy là nếu chúng tôi đọc mà không vượt ra cái cách đọc đó thì đây sông danh đây đi phương cái hộ đây xa trường đây năm hộ đây năm cơ thì tất cả điều đó nó là một vấn đề của tổng hợp của các vấn đề. Còn khi mà đọc đây sông danh đây đi phương năm hộ đây xa trường đây năm hộ trời năm vân vân thì nó là một vấn đề rất sự cụ thể của chúng ta. Và chúng ta bắt đầu từ cái tưởng ngày xưa thầy giảng dạy như thế nào,
như hồi nãy thầy bác nói, chúng tôi hết sức là xúc động là bây giờ thầy vẫn nhớ ngày xưa học từ một những cái bài nào hay nó vang lên và nó tỏ ấn tượng sâu sắc trong cái cảm xúc cảm nhận của trẻ thơ và cái trí nhớ thì xưa. Và chúng ta sẽ đánh đi vào cái điểm đối tượng. Như vậy thì hát thơ không có bị dừng lại ở chỉ hát mà đầu tiên là đọc lên có những điều, có tính nhạc bằng những điều. Và hát thơ nó sẽ phát triển đến mức là ta có thể đọc ngân nga. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen dị dàng. Nếu mà chúng ta đã xem qua cái phim mà các bé hát thử lớp 1 thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, tự nhiên cái chỗ lá xanh bông trắng lại thêm mỹ vàng, thế là trong đầm thì đẹp bằng sen. Nếu các bé không thể nằm nó đọc giống như người lớn là gì, trong đầm gì đẹp bằng sen, không thể nói, hoặc là trong đầm gì đẹp bằng sen, hay là không, tất cả những sự cưỡng âm không thể có trong lớp 1. Và đây cũng là cái độ khó mà bên cạnh nó là cái độ rất dễ để chúng tôi khảo sát từ lớp 1. Bởi vì chúng ta không thể cưỡng âm các bé lớp 1 được. Và như cô Lan nói, có cái bài đàn gà con đó trong chương trình hát nhạc lớp 1, chúng tôi rất khó chịu. Trong kia đàn gà con long vang, trong kia đàn chứ không phải là trong kia. Nhưng mà các bé thật sự bây giờ đó, tác giả biết như thế. Tại vì cái bài đó là dịch từ cái bài nhạc nước ngoài. Nó không có cái dấu giọng xóa giọng như chúng ta, rồi đưa vào lớp 1 thì hiện giờ các bé nó đâu có hát là trong kia đàn gà con đang vàng, mà nó hát là trong kia, nó không hát như thế này không, trong kia đàn gà con lông vàng, nó cho cái âm kia nó xuống ngay cái gì mà chính thì giờ đây là một cái mốc mà chúng tôi sẽ nghiên cứu về vấn đề cao độ âm vực và cái chủng loại về cái âm giọng của từng điểm. Tất cả những đề này là tôi sẽ trong nhóm đề tài chúng tôi có chuyên gia là Nguyễn Hồng Tuấn và cô Phạm Thúy Quang, là thầy Nguyễn Nhã, tôi và cùng tất cả các vị, ngay cả cô thạc sĩ Đinh Xuân Thảo của thành viên nghiên cứu về đối tượng cái này, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo hết sức là cái giá trị rất cao về những đề này. Cho nên là về cái ứng dụng tương lai thì tôi nghĩ rằng chúng tôi cho bằng điều và chúng tôi sẽ yên tâm, và trong quá trình đó thì chúng ta nghe là chúng ta sẽ bớt đi. Hiện giờ trong tay tôi đang cầm cái kịch bản của lớp 1 dạy 4 trang, tôi làm thảo trước. Thì trong đây hát như thế nào, người lớn hát, con nít hát theo, hay là con nít hát với giai điệu tự có, trong giai 4 cá nhân, rồi gia đình cha mẹ dạy, rồi ra ngoài xã hội, rồi văn trường học, rồi lại là nó là vấn đề đặt vấn đề về tỷ trọng với cách lượng của bài hát nhạc lớp 1 như thì bạn đã nói đến. Chúng ta đều có cái suy nghĩ xung quanh cái phạm vi cái môi trường để có thể các bé như vậy thì từ đọc cho đến hát các bé sẽ tận dụng cái thế sẵn có. Bên cạnh đó thì sẽ có định hướng của người lớn. Người lớn ở đây có nghĩa là gì? Trong môi trường các bé đang sống, cha mẹ, những người thân, rồi cô giáo, thầy giáo, rồi có thể là những cái ngoài xã hội. Như vậy thì chúng ta sẽ mở mặt ở cái ngoài xã hội đây nó không có vấn đề gì. Mà lại các thầy có đặt vấn đề, tại sao đặt vấn đề văn hóa ngoại lai ở mức một như thế? Chúng tôi xin có. Ví dụ thì các bé có nít nhỏ xíu như thế này, cái gì thế nào mà khi mở cái âm nhạc nước ngoài hay là nó nhảy rất là tuyệt vời, thậm chí nó trước theo cái âm hát lại nó không như cái gì, tại vì cái trong cái kinh tế trong cái thị trường thì cái văn hóa du nhập rất là đa dạng, và các bé là cái độ tuổi từ 3 tuổi cho đến hết tới cái cấp 1 là cái độ tuổi nó bắt chước nhanh nhất, bắt chước không ý thức. Thế thì cái đó là một mặt mà chúng ta nghiên cứu kỹ để đem vào những cái nào thích hợp mà sẽ không làm cho phản cái tác dụng của cái đề tài. Như vậy thì tôi đang nói đến từ cái chỗ đọc tới ngâm, rồi từ ngâm cũng này hát, và chúng ta sẽ tận dụng cái vốn văn hóa dân tộc mà anh em đang học của ông cha. Bên cạnh đó, như hồi nãy ý kiến của thầy Bắc nói là không
trò chơi âm nhạc cũng là một trong những cái phương tiện để các bé có thể đọc hát chơi trên bài. Thế là như vậy thì chúng tôi cũng đã mở cái tính mở của anh thơ nhạc này, và trong cái quá trình bàn thảo với nhau chúng tôi cũng có suy nghĩ rằng là nên làm một cái băng video thí nghiệm thử xem hát thơ với hình thức vận động nhạc với hình thức sinh hoạt trong đời sống thiên nhiên các bé sống như thế nào, từ đó nó mới tạo được cái tính hấp dẫn trong cái việc này. Và còn một cái điều rất là hết sức thú vị ở chỗ mà lại có các hương vị nói chuyện thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng đã có một nghiên cứu hát thơ không có nghĩa dừng lại ở chỗ sự bắt chước, sự kế thừa những cái giá trị này kia, mà là một cái gì đó sáng tạo tuyệt vời. Chúng tôi đã có một cái bài nói chuyện, bài báo của cái người lao động và có nghĩa là hát thơ là một sáng tạo tuyệt vời. Có nghĩa là gì? Cá nhân ta tự hát chính là hát thơ đó. Nếu cầm một bài thơ ta cảm thấy rằng là ta ăn cái bài này hay quá, hát người khác hát không hay, tôi hát mới hay, tôi hát thử xem, hát lên đôi khi đã hát thơ. Tại vì ta cảm thấy ta hát hay được, người khác nghe được thì ta hát thơ. Như vậy có nghĩa là gì? Cái vốn âm nhạc dân tộc có nhiều hay ít cũng có thể hát thơ được, chứ không có nghĩa là phải hát cho giỏi âm nhạc dân tộc. Ví dụ như những nghệ nhân mà hát nhạc dân tộc thì hát thơ, còn bình thường không hát được. Không phải như thế, chúng tôi không dừng đề tài ở cái chỗ đó, mà chúng tôi tận dụng tất cả những cái vốn văn hóa dân tộc của có được của bất kỳ ai và của bất kỳ ai. Chính vì chỗ đó cho nên chúng tôi dùng cái chữ phương tiện để học cái điều này. Và tôi cũng xin nhấn mạnh một cái điều hôm trước đây thầy Hải thầy Nhã có nói rằng là hình thức tổ chức là thầy bắt buộc cho nói như thế này. Bởi vì cái bài mà chúng tôi đăng ký ngay đầu tiên mà chúng tôi được chấm điểm thì là hát thơ một trong những loại hình âm nhạc dân tộc cần đưa vào. Nhưng mà khi mà chúng tôi bàn thảo thuyết là chúng tôi rất là sợ ở chỗ là gì? Coi chừng cái này đụng tới cái phương pháp dạy tiếng Việt của người ta, coi chừng đụng tới kéo dài quy trình học vân vân. Cuối cùng chúng tôi coi chừng là gì? Lấy âm nhạc dân tộc mà bao trùm lên môn văn là học. Cho nên chúng tôi gọi là phương tiện để lấy nhạc giúp văn học thuộc và văn học sống hơn. Thì tất cả những cái ý đồ đó chúng tôi đã đưa vào. Và xem một ý nữa, cô Lan có đặt vấn đề cho sister quan trọng mà chúng tôi có quan tâm, đó là vấn đề môi trường trong cái hát thơ. Tại chúng ta xin nghiên cứu kỹ và có tài liệu tham khảo thì nhiều hơn trong vấn đề này. Xin lỗi là tôi nói hơi khi mà nói ra thì nó nhiều quá, tại vì ý cũng nhiều. Và chúng tôi rất mong tất cả các thành viên mà chúng tôi cũng đã có chuẩn bị sẵn, mỗi thành viên đều nhiều ý lắm. Tất cả anh em chúng tôi đều cũng được tâm huyết và có cái kinh nghiệm. Cho nên là cũng xin ý kiến của tất cả các thành viên góp ý thêm, bổ sung thêm để chúng ta rõ thêm các vấn đề. Nhất là vấn đề cơ sở văn pháp của mỗi bài thì cũng khá sơ, tôi nghĩ là có thể dừng lại được ở đó. Và cái số lượng bài rồi nhận xét về nói chung về các bài rồi cách chọn bài vân vân, tất cả những cái ý kiến của các vị đặt vấn đề ở đây chúng tôi cũng đều đã có ngồi suy nghĩ trước khi đưa ra cái bộ đăng ký của đề tài này. Và có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của quý vị. Có nghĩa là không phải tất cả bài hát thơ nào đều phải hát thơ cả, không phải là một phần nào cũng hát thơ trong cái việc cả. Và trong cái quá trình chúng tôi đã soạn nguyên một cái tập, mà đây là tập đề cho chúng tôi phân nghe con thạc sĩ Đinh Xuân Hảo làm, thì trong lúc đó thạc sĩ Đinh Xuân Hảo đã chọn bớt rồi, cuối cùng chọn nữa và chọn đến lần thứ ba thì tổng cộng là 85 bài. 65 bài có thể hát thơ được rất là nhiều cái. Không nhờ chị nói thêm mà những cái ý cho nó khẳng định thôi, đừng có giải thích nữa. Ví dụ như hồi nãy có ý kiến là đề nghị sửa cái tựa lại đó. Hát thơ một trong những loại hình âm nhạc. Hiện giờ là mới bỏ chữ lớp một phải không? Cứ làm nó một đi. Hát thơ về ví dụ như vậy đó, ví dụ như vậy đó.
nhé. Chứ đừng có giải thích nó dài lắm nhé. Tập trung vào bài thơ thôi. Từng ý đi nhưng mà. Và sau đây thì tôi cũng xin được mời các thầy thêm góp ý bổ sung thêm để rõ cái vấn đề. Và xin thưa với hội đồng là tổ chức mạng lưới nghiên cứu của chúng tôi rất là những người nằm trong bộ phận đề tài là những thành viên chủ lực, và mỗi một chủ nhiệm nội dung như vậy có một cái mạng lưới nghiên cứu, cho nên rằng là đây là một vấn đề không có lường được rằng là cái chuyện nó sẽ cái giá trị nó sẽ cao đến mức độ nào, nhưng mà chắc chắn là nó phải đạt yêu cầu theo đúng cái đó là như thế nào. Bên cạnh đó thì những cái ý kiến đặt vấn đề xung quanh những cái kinh phí thì tôi xin tin thưa rằng là đây là một cái đề tài về mặt nghệ thuật. Chúng tôi có đi đến đài truyền hình đặt vấn đề, bây giờ khi mà chúng tôi thu văn lượng thì bây giờ đài truyền hình giúp chúng tôi như thế nào để tâm từ này nó có tính khả thi lâu dài cho dự kiến những hai đề tài luôn. Thì đài truyền hình nói rằng là chúng tôi sẽ làm cho quý vị với cái giá là 5 triệu 8 triệu 5 phút. Tôi nghĩ là nếu như thế thì với bao nhiêu năm phút thì chúng tôi là nó phải muốn hết khoảng hơn 3 triệu với một cái văn tự như thế thì còn gì nữa chúng tôi nghiên cứu. Cho nên bắt đầu từ đó chúng tôi có suy nghĩ là mời cô Phạm Mãn Hoang vào để chúng tôi sẽ có một cái tổ chức dàn dựng phối khí hợp lý, đầy chất nhập dân tộc mà nó không bị cưỡng về giai điệu, cưỡng về chất liệu, thẩm âm, thẩm mỹ v.v. Và nó này cái vấn đề là và chúng tôi sẽ làm tay, làm thủ công từ từ. Cho nên là với một cách suy nghĩ làm bằng thủ công bằng tay như thế thì cũng đã là cái ý đồ là muốn tiết kiệm tiền cho nhà nước đó. Còn những vấn đề khác chúng tôi cũng căn cứ vào cái tiêu chí những cái theo cái thông tư 45 của thông tư 45 mà chúng tôi đưa ra cái cuộc thử để được tiền bạc cho năm nay có thể được xin cảm ơn. Bây giờ là bạn tôi sẽ hỏi em biết nếu như bộ mà biết được cái đề tài này bộ có đồng ý không, cái chữ hình thức đổi có sao không? Dạ xin mời cô Phương trả lời thêm chút cái này. Cô Phương là chuyên gia về phương pháp của chúng tôi. Nói chuyên gia thì hơi quá đáng, cũng chẳng chuyên gia gì, chỉ có dạy gì có cái kinh nghiệm. Có ý thì rất là hay, nó cô đọng phân tích hơn và nó rõ hơn, không bị lặp đi lặp lại. Chứ không là đổi tên đề tài như vậy thì rất là đúng thôi. Và có lẽ là chúng ta cũng đồng ý. Lợi ý thứ nhất, lợi ý thứ hai ở đây là tất cả các thành viên đều nói là lo lắng trong cái chuyện là đi quá cái chuyện của phương pháp dạy học và đi qua đi quá cái mục tiêu của dạy học tiếng Việt ở lớp 1 thì tôi thấy là cái chuyện lo lắng nên rất là đúng. Và chính bản thân chúng tôi lúc mà bàn nhau để mà tìm ra cái tên phù hợp và cái cách thức thực hiện để làm thế nào, mục đích ở đây là để đổi mới phương pháp giảng dạy như thế nào để mà với cái hình thức dạy học đó thì nó nâng cao hiệu quả của dạy tiếng Việt ở tiểu học. Đấy là mục đích của chúng tôi. Đấy. Cho nên là thì trong cái phương pháp dạy học mới là gì, cố gắng là đổi mới phương thức dạy học, không phải chỉ có ở thầy mà cả cho nữa. Thì ở đây khi đổi mới thì giáo viên phải dùng hình thức học tập như thế nào, hình thức hoạt động của học sinh ra làm sao và cách thức hướng dẫn của thầy như thế nào để cái hình thức nào đó phù hợp và phát huy được cái vai trò của người dạy học. Đấy, thế thì mục đích là đúng như các anh chị là lo lắng như thế, thì ở đây không phải là nghiên cứu sâu vào các là điểm dân ca hay là đem toàn bộ hát thơ để hát trong giờ học. Thì nói chung là các giáo viên tiểu học rất lo. Ủa thế thì là trong giờ học chỉ có 35-40 phút mà thực ra bây giờ lớp một lần chính xác là 35 phút. Thế thì dạy hát vào lúc nào ra làm sao rồi thay đổi cái phương pháp lên lớp và cái quy trình như thế nào thì nó thì các thầy cô giáo ở trường học rất lo lắng. Thì chúng tôi xin khẳng định rằng là không hề thay đổi cái quy trình dạy học gì cả, chỉ có thêm một cái cách thức tổ chức lớp học để với cách thức đấy thì học sinh sẽ học lớp học sinh động, học sinh học vui vẻ để tiếp nhận bài một cách không có nhàm chán và nặng nề. Mục đích của chúng tôi là như thế thôi, có thay đổi những gì cả. Thì cái đấy là có lẽ là mọi người đều rất là quan tâm, nhất là các cô giáo đứng lớp rất là lo mà. Thế là dạy một tiết học ở lớp 1 là có 35 phút các thao tác như thế này thế nọ, rồi bây giờ là có là rất là nhiều vấn đề. Thế thì là hát vào lúc nào và triển khai ra làm sao thì cái đấy là xin hội đồng là hoàn toàn
yên tâm chúng tôi không có thay đổi gì, chỉ thay đổi hình thức tổ chức lớp học thế nào để mà phát huy được cái việc dạy tiếng Việt ở lớp 1 cho nó tốt. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Anh Điền. Dạ, xin đưa ý kiến rất là nhỏ thôi. Dĩ nhiên là từ một cái công trình nghiên cứu khoa học, ví dụ nó còn một khoảng cách nữa, chúng ta cũng không có xa như vậy. Và tuy nhiên cái phần thủy luận về âm nhạc của cô Thủy và nó là nhìn nhã thì tôi thấy như thế này, một tôi đồng ý đây là một phương tiện mà hai muốn sử dụng gì để hỗ trợ cho chúng tôi. Thứ hai đó, thực ra đó, đứng trên cái luận khoa học và nói đó, thì người ta đối với thơ là không có ngâm một cái khác, bởi vì làm việc chết hồn thôi mà người ta cắt đầu của các em đó là cấm thụ cách riêng biệt mà đi từng tầng tầng khác nhau đấy. Cho nên chúng ta, tôi được chỉ lo là tại sao chúng ta không làm đề tài thuần túy âm nhạc, còn bước đầu của nó là để thưởng thức cái thời gian văn học ấy, thì nếu mà chúng ta đang lấy cái lượng văn học đưa vào đây nữa thì mình sẽ nhìn thấy khác nhau nữa. Tôi nói ví dụ như là trước đây đó có một cuộc tranh luận rất gay gắt giữa cái chương trình tao đàn của Kim Gia Hàng Nguyễn Hà Ngâm Thơ đó, và các nhà thơ cho rằng là thơ làm không phải để ngâm, và thơ làm để người ta đọc, và người ta đọc cách lặng lẽ là mỗi người đọc cách khác nhau chứ không phải để ngâm. Thưa thưa vậy, tức là nói nếu mà nói chung là rất nhiều cái chúng ta để nói về lý luận của mỗi một cái bộ môn khác nhau. Mời thầy Hy. Đề tài này với tư cách là cố vấn, nhưng thực ra là tôi ở đây tôi đã được các vị cố vấn rất nhiều, có nên giữ cái gì cố vấn không? Lúc đầu đừng để hát thơ, thơ thì tôi sẽ hát, và nhất là thầy Phê, thầy văn phát lắm, không biết bây giờ thầy đã chịu chưa, nhưng mà cá nhân tôi nghĩ là ngay từ cậu bé 3-4 tuổi thì tôi đã nghe mẹ tôi hát thơ. Bởi vì tôi đã cũng về hôm qua đó, tôi băn khoăn lắm, thứ ba tự điển thì này, hai tự điển, một tự điển của Pháp, một tự điển của Pháp. Tự điển của Pháp thì nói là hát âm thanh có nhịp điệu hay là không chạy. Thế còn người Anh thì nói này là hát là dùng âm nhạc hoặc không âm nhạc để hát một bài thơ, để hát thôi. Đấy. Vậy hôm nay thì tôi rất mừng này, là các vị không ai nói là có dùng được danh từ đó không, vậy thì hội đồng cũng chấp nhận hát thơ được rồi. Mừng quá. Mừng quá. Nói thật, tôi cũng lo lắm, nó có được, có qua được cái này không, không qua được thôi, mình nghĩ làm vậy. Nhưng qua được rồi, mà qua được là phải. Bởi vì ở trong những ca trù thì có cái miễu, miễu thì cũng là 4 câu, 2 câu đủ bài. Và rõ ràng các vị vẫn ca mà. Vậy thì trong cái miễu đó rõ ràng là thơ đó, thì ca được thì sao? Thì đó là dân gian cũng vậy, có những câu ca lão thì mẹ tôi và các cô tôi cũng đã hát lâu lắm rồi. Vậy tôi tưởng rằng là được, nó mới thôi, cho nên có nhiều người băn khoăn, nhưng mong rằng cái mới này dần dần nó sẽ được chấp nhận. Và có lẽ vì thế mà nó mới muốn mang cái này vào trong trường, nhất là trường học bắt đầu ngay từ đầu, mà chính cái khó của ngay tôi nghe đây tôi cũng lo lắm. Vì chúng ta mang một cái thử, một cái phương tiện đi, hay là một cái gì mới đã được ngay cho em sẽ rất nhiều khó khăn hơn là ở lớp 5, lớp 6, lớp 10. Chúng ta cũng nên để suy nghĩ để làm thế nào đó, cái sản phẩm ra là các em có thể chấp nhận được và các thầy cô có thể chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta ngay đây để làm nghiên cứu, mà không chỉ cần nói từ nghiên cứu áp dụng, còn dài lắm, ai cho nó được chứ, làm sao được, đây là hai là nghiên cứu thôi. Đấy. Nhưng mà cũng rất khó là chúng ta tìm được, thì có đó là sẽ được bốn trường hợp của mình lắm. Bởi vì phải được giám hiệu cho phép, thầy vô trách nhiệm, chúng ta mới có thể mang vào trường để mà để các em. Thì tôi có dự cái buổi các em trình vào mùa sinh liên. Thì vậy là cũng có các vị sẵn sàng chúng ta
Nhưng mà nói thầy thi là giờ hiệu trưởng đồng ý dễ thôi. Nhưng mà khó nhất thầy cô phụ huynh. Phụ huynh không có cho con tôi để làm thí điểm điểm đó nha. Sanh có một hai đứa. Giờ làm sao? Nói thế thì khó đấy. Cho nên chúng ta thử làm thành công. Vậy thì có thấy một năm ngắn quá. Cho mình nghĩ lại đi. Không sao đâu. Chắc chắn không sao. Cái này để 2 năm. Vậy tôi sẽ đề nghị thôi này. Thì nghe các vị khuyên thì tôi sẽ nhắc lại. Điểm thứ hai đó là đúng đấy. Không phải làm việc nào ta cũng áp dụng được vào cả những cái bài thơ của em để lựa chọn để các em có thể nhắc lại dễ hơn. Cái này là làm. Điểm thứ ba nữa cũng nên để những chú ý này. Ở trong quá trình thì trong ngày công an chúng ta sẽ làm 3 hội thảo. Và trong 3 hội thảo rất mong là các vị sẽ đến thôi. Những cái phố hội chúng ta ngồi đến sẽ đến. Thì cái đó khó. Anh cố gắng là có ý kiến hội thảo những chỗ khác thì chưa đâu. Nhưng mong rằng trong hội đó sẽ các vị sẽ đến các bóng chương trình. Để cuối cùng chỉ cần cái ngắn gọn này. Cái khóa này thì chúng ta muốn để các em có thể quan niệm về cái văn hóa dân tộc ngay từ lúc đó để phần nào nhẹ bớt những cái vải nai đúng quá thôi mà chính cái khó của nó thì đừng quên khi về nhà cái môi trường nó khác ngay cháu tôi xem tivi nhiều hơn mà và trong tivi bây giờ nhìn thấy rồi văn hóa vải nai đầy dây trời kinh khủng lắm. Làm thế nào để các em yêu được cái lời thơ và văn hóa của mình thì tôi tin tưởng khó nhưng mà được vì sao các em nhỏ trong này vẫn đội làm năm học thuộc lòng thứ hai là hiểu được những cái lời thơ thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta hạn chế lại đi những cái bài chúng ta xem được thì chắc chắn chúng ta mà tôi vẫn nghĩ khó đúng đấy vậy thì phụ huynh học sinh nghĩ thế nào thế cho nên là có nói là thôi bạn nói khóa đi thì chắc là không chương trình không nói gì cả chứ cho vào một chương trình đại học phụ huynh sẽ có quyền nói tạm sao dạy con tôi cái này bất gì hết đi để đọc văn cho rõ thì chắc có thêm tốn là thôi thì cho nó phụ thôi nhưng mà vẫn có cái khó. Vậy chúng ta xử phạt để làm nhờ để phụ huynh học sinh. Và trong chờ đợi tôi xin nhận này, làm là phổ biến đi. Để phụ huynh học sinh biết hát thơ cho trẻ em mình thức thật. Đó là bộ phận của mình. Và cũng nhờ quý vị, nếu có phụ huynh nào hỏi trong hợp đồng, thì tôi nói là có thể được đấy là. Thì đó cũng là một cách để giúp chúng ta thể hiện. Mà chắc chắn là có. Phổ biến thì thế nào là vấn đề. Thế thì cái bậc này là trước khi đến đây tôi lo nhưng mà sau khi ngồi hai chân ngồi thấy rằng chúng ta gặp tuyển những bạn yêu cái gì cả. Yêu thơ, yêu văn, yêu nhân tộc, sẵn sàng cho chúng mình thì tôi chắc chúng mình làm được. Mấy đề này xin ngồi nghĩ lại suy nghĩ lại những cái lời mà các vị đã nói làm thế nào đó để đạt được cái mục tiêu là cuối cùng đó là đánh giá phải khó nhất đánh giá mục tiêu hướng yêu kiến thức hiệu quả nào để ta trình bày lúc ta nghiệm thu khó khăn nhất đó chứ cần làm nghe gì dễ rồi chấp nhận nhưng mà cái khó là một nghiệm thu chứng minh đây là có hiệu quả và đây là một phương tiện của ta dùng phương tiện đi để giúp các em học về giải pháp và cam thảo của mình. Đấy. Xin lần nữa xin thay mặt cá nhân với vị cô lớp này thời gian cũng rất rất đẹp và nghiên cứu cảm ơn các vị đã hết lòng giúp đỡ và đúng hết lòng chúng ta chứ tôi đây và dư những cái buổi mà gọi là trình bày để đại diện học về tự nhiên đó khó lắm các vị bạn nghèo khó lắm mà
không bàn được đâu. Nhưng mà rất mừng là không có vị nào mà không làm được. Xin cảm ơn. Để chốt lại cái ý kiến của chúng tôi đó. Tên đề tài. Thì cái tên đề tài đó thì hoặc là chỉ bỏ cái lớp một đầu hát thơ, một bỏ một phương tiện. Nếu mà quý vị có thấy là chấp nhận ý kiến thiên hướng của chúng tôi. Và nếu mà quý vị cho rằng là đấy là một hình thức tổ chức dạy học văn vần đấy, lớp tức là môn tiếng Việt lớp 1 thì cũng được. Hay là tùy theo quý vị quyết định về cái tên. Và đằng nào cũng được, cái là cái mà chúng tôi muốn là khiêm tốn. Thứ hai nữa là một thì hình thức tổ chức dạy học cũng được. Thì tùy nó là tên. Về thứ hai là vấn đề là nội khóa hay ngoại khóa đó, thì cứ để cho chúng tôi thử nghiệm và bảo đảm rằng là nó tốt thì không có xấu, nhưng mà chúng tôi sẽ quan tâm đến vấn đề giá để cái phụ huynh phải phản ứng làm sao và học sinh phản ứng làm sao và đối chứng như thế nào đó. Thì thực ra thì trên cơ sở những cái gì mà suy nghĩ đó của những người trong chúng tôi đó, thì trong đó có chị Việt là người đã dạy học, đã dạy lớp 1 và đã có ý kiến rồi đó, thì có cơ sở để mà quy định này. Đó tức là nội khóa hay khóa, để rồi là sau khi cái cuộc thử nghiệm này quý vị sẽ đánh giá nó là như thế nào. Đó. Còn cái thời gian, còn cái ý về thời gian đó, thì tôi đề nghị thế này là chúng tôi sẽ cố gắng làm trong một năm, nhưng mà ví dụ một năm xong rồi đó thì để mà đúc kết tổng kết cái đề tài đấy, thì quý vị có thể cho chúng tôi thêm một thời gian ngắn thôi, nhưng mà thời gian để mà thực nghiệm đó. Còn cái tổng kết đó, thì có thể là vài tháng nữa thì tùy theo đó. Nhưng mà cố gắng là không được làm cái lượng mình cứ tùy theo ngoài. Như vậy là một là nếu mà chúng tôi nghiên cứu cả cái trường học thì chúng tôi sẽ từ 3 đến 5 năm, riêng lớp 1 thì chúng tôi yêu cầu chỉ 1 năm và thêm một ít tháng để chúng tôi tổng kết mà thôi. Thì tóm cả cũng là bao nhiêu? Nếu tên mà chúng ta được đổi qua chữ hình thức tổ chức thay cái chữ phương tiện thì chúng ta sẽ đổi luôn cái nội dung, đổi luôn cả cái mục tiêu, đổi luôn cả cái nội dung và sản phẩm, luôn cả cái quy trình. Thì tóm lại là vậy, tức là chủ nhiệm á là thứ nhất là cái tên là nhất trí là bỏ chữ lớp 1, là bỏ rồi. Cái thứ hai đó là làm chính khóa chứ không làm ngoại khóa, phải không? Cả ngoại khóa nữa, cả chính khóa, ngoại khóa, hát luôn là ngoại khóa. Chúng tôi nếu được sở cho phép đây là một câu mà nó thuộc về không có đề tài đi, chị muốn nghiên cứu tôi đâu được, đường thành phố cho phép được chứ. Sở giáo dục cho phép chúng tôi đưa vào ngoại khóa, chúng tôi hết sức hoan nghênh và chúng ta sẽ cố gắng làm hết. Không cái đề tài này nè, phải nội khóa và ngoại khóa, nội khóa ngoại khóa, cả trường khóa. Bởi vì hồi nãy chị Cô Lan nói là đề tài hát thơ nó sẽ có ích cho cái phong trào hoạt động của người. Còn thời gian á, thời gian á thì là làm theo năm học. Có nghĩa là tháng 9 năm nay tới tháng 9 tháng 5 phải không? Hay sao? Dạ. Thì nó khẳng định được. Dạ. Anh em có ý kiến này chút thôi, tức là trong cái phân vân mà đi đổi cái chữ hình thức hay là phương tiện ấy, thì riêng bản thân em và cá nhân ấy, trong đề tài thì nghĩ là nên để phương tiện, vì theo cái định nghĩa em theo rất kỹ là phương tiện là gì, vì cái phương tiện là không có cái phương tiện là cái dùng để làm một việc gì để đạt một mục đích nào đó, thì đây là tôi hát thơ để tôi đạt một mục đích để dạy các văn trải nói được gì rồi. Thì dạy em nghĩ là để cái phương tiện nó không có gì để mà dạy thôi. Phương tiện. Thế nghĩ là phương tiện gì đó này? Dễ được hả? Giờ mình bỏ phiếu đi. Chấm điểm đi. Xin đem chúng tôi ra ngoài. Dạ không? Không có. Thế giáo đâu như nào? Đúng chưa? Đúng chưa? Nhưng mà như thế đổi lại là không còn lớp 1. Lớp 1 phát triển. Là lớp 1. À lớp 1. Hát thơ một phương tiện dạy học. Một phương tiện giữ nguyên tên như cũ, nhưng mà bỏ cái lớp 1 này đi, chỉ lớp 1 sau, bỏ chữ lớp 1 trước.
trung lập hỏi trung lập thôi. Hôm mai lại còn thầy nhà nữa thì nhà thôi. Đi từ đầu hết cái tham gia cái mình cái tên người cái tên người này đấy. Cái tên này đấy. Nhưng mà nó hát này hát rất rõ anh. À, bây giờ nó hát được. Cho tôi lo nó hát được. Nhưng mà lại có chút tự âm được. Xin được phép kết luận các anh chị, tức là như vậy là đề tài của chúng ta là có thể tiến hành nghiên cứu được sau khi tổng kết các điểm, nó không có được cao mấy nhưng mà trên 78,25. Nhưng mà cái khuyến cáo là như thế này, cái khuyến cáo này là tôi đề nghị là ban chủ nhiệm là phải hết sức là lưu ý nha. Cái khuyến cáo này đó là nó có cái tác dụng là sau một cái thời gian mà mình tức là cái qua một cái giai đoạn á, mà nếu mà như dân chúng người ta có ý kiến là tiếng tương liền chứ không phải là nói hay cái tính chất là lời lẽ không đâu. Tại sao các anh chị biết không? Cái thứ nhất á là vô vàn khó khăn, nó hay thì thiệt là hay, giá trị xã hội thì thật là lớn, nhưng mà cực kỳ khó khăn. Thứ nhất là đụng tới cái chương trình chỉ đạo của bộ, cái quy trình sư phạm, mà nếu như mà có cái ý kiến của phụ huynh người ta phát hiện cái gì đó mà có ý kiến lên báo chí là bộ người ta ngưng việc. Cái thứ hai đó là đối với dân, thực ra trong cái hệ thống quản lý của giáo dục mà nói đó, thì mình cũng có thể làm công tác tư tưởng với hiệu trưởng được, với giáo viên được, nhưng mà cuối cùng phụ huynh là dân chủ, là vô phương, tức là con của họ có khỏe không, con của họ học có tiến bộ không, có ngoan không. Còn nếu mà như nó có những cái gì eo ụt mà ảnh hưởng gì đó, thậm chí ví dụ như điểm văn hóa nó thấp một cái là người ta đổ thừa chương trình của mình, và người ta không có phải chỉ nói trong nhà trường không, mà báo chí bây giờ thì ghê lắm. Nói tóm lại đó là cái hiệu quả của nó phải làm sao nó sát hợp với trong nhà trường, bởi vì nó chỉ là một phương tiện để giải quyết cái chuyện dạy tiếng Việt trong nhà trường thôi mà, cho nên cái nhà trường là chính. Chứ làm sao đó mà đi ngược cái nhà trường là quá tải hoặc là gây những cái rối ở trong nhà trường thì nó rất là khó khăn. Cho nên là tôi xin nói rằng cái đó là một cái sự băn khoăn mà chiều giờ nhiều ý kiến nói mà thầy Y cũng có mong. Thì trong nhóm sẽ nghiên cứu lại để mình tính toán như thế nào khi mình thực hiện là cho nó hiệu quả. Tôi chỉ nói thêm cái ý anh Điệp nói rồi sau đó thầy Y nói đó, tức là giữa cái nghiên cứu khoa học với cái thực tế thực hiện thì còn có cái khoảng cách là tôi không chấp nhận cái đó. Sở Công nghệ Môi trường là dưới sự quản lý của nhà nước thành phố cấp kinh phí để nghiên cứu là sử dụng liền, chứ không phải nghiên cứu để mà để đó. Bởi vậy cho nên là mình bàn nhiều là như thế, bàn nhiều là vì cái chuyện là cái hiệu quả. Xin hết. Tôi xin thay mặt nhóm nghiên cứu cảm ơn tất cả quý vị trong hội đồng, nhất là thầy Minh, chủ tịch hội đồng ngày hôm nay đã đem lại cái tin mừng cho chúng tôi, nhưng mà cũng là một cái tin mừng cho tôi thì đến cái giáo dục của Việt Nam. Bởi vì nếu mà sự đóng góp của chúng tôi mà thực sự mà có kết quả đó, thì chắc chắn là cái tính cách của con người với trẻ nó sẽ khác, đó là điểm chúng tôi mong. Nhưng mà muốn đạt cái đó thì đúng như là thầy Vinh nói, cái sự khó mà chúng tôi xin lắng nghe và nghiên cứu kỹ tất cả những gì mà tất cả quý vị đã cho chúng tôi ý kiến báo đó, cái quan tâm hay là cái thái ngại
cái lo lắng của quý vị. Hẹn đến một lúc nào đó đến đây để sẽ giải tỏa tất cả những cái lo lắng của quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn cả quý vị và các bạn. Cảm ơn nha. Anh Dung Tâm.